muốn khỏi bị lợi danh xiềng xích trói buộc thân tâm thanh tịnh an vui chúng ta hãy xem qua mẫu chuyện trong kinh tăng chi chuyện kể thuở và còn tại thế có vị hoàng tử tên là bạc đề xuất gia tu học trong giáo pháp của đức thế tôn một hôm đang hành thiền ngài thấy rõ sự ích lợi của đời sống phạm hạnh liền thốt lên hạnh phúc thay hạnh phúc thay khi đó có một vị tỳ kheo ngồi thiền gần bên nghe thế. Hôm sau đem chuyện đó trình lên Phật. Ngài cho gọi bạc đề đến hỏi nguyên do. Bạch Thế Tôn Sở dĩ con thốt lên lời ấy là vì trong khi con làm hoàng tử lúc nào cũng phập phòng lo sợ người khác tranh giành ngai vàng hãm hại làm cho thân tâm luôn bất an. Kể từ khi xuất gia chỉ có tam y nhất bác không có gì dướng bận nhờ thấy nội tâm rất an lạc nên con mới thốt lên câu hạnh phúc thay là vậy phật quay sang bảo chưa tỳ kheo hãy noi gương hạnh ấy xa lìa ngũ dục sống đời tri túc an bần lạc đạo mới được tự tại giải thoát an vui qua chuyện trên để cho chúng ta thấy hạnh phúc ở đây không phải là một danh vọng vật chất mà đòi hỏi mình có biết đủ hay không nếu chẳng biết đủ dù làm vua cõi người làm chúa cõi trời cũng chưa vừa ý trong kinh a hàm kể tiền thân phật là vua đảnh sanh làm chuyển luân thánh vương cai quản bốn châu thiên hạ còn không vừa lòng lên trời để thích chia cho nửa toàn ngồi vẫn chưa xứng ý định chiếm luôn cung trời vì quá gian tham nên mất hết phước rớt xuống nhân gian âu sầu mà chết phật nhắc chuyện ấy để cảnh giác những ai túi tham không đáy hãy cảnh tỉnh lấy mình ở đời người ta thường quan niệm nghèo là khổ nếu nghĩ như thế tại sao phật rời bỏ hoàn thành vào rừng tu khổ hạnh đến khi đắc đạo dưới cội cây bồ đề tam y nhất bác nay đầy mày đó chẳng quản gian lao không từ khổ nhọc du hành khắp nơi giáo hóa chúng sanh. Trước lúc nhập Niết Bàn nơi rừng cây xa la, Ngài nói, chưa có ông vua hay vị trời nào hạnh phúc an lạc như ta. Cho nên hạnh phúc hay khổ đau, đủ thiếu ở đây không phải danh vọng vật chất, mà điều quan trọng là chúng ta sống làm sao cho phù hợp lẽ đạo thanh cao. Cho dù nhà tranh, am cốc đơn sơ, cơm rau đạm bạc, vẫn thấy An nhàn lạc đạo Kinh tội nghiệp báo ứng địa ngục Nói Thổ Phật còn trụ thế Một hôm Ngài tính tướng Bồ Tát Du hành cảnh giới địa ngục Thấy có nhiều chúng sanh bị quỷ sứ Nó đổ nước đồng sôi vào miệng Cho ăn hoàng sắc nóng Khổ bức toàn thân Hoàng ngoại rên la Chết đi sống lại Hành tội liên miên Chứng kiến thảm cảnh đó, ngài về hỏi Phật. Bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì mà họ lãnh thọ ác báo như vậy? Phật bảo, lúc làm người ở trên dương thế, chúng thường đem lời đâm thọc xuyên tạc, phá hoại sự hòa hợp của người ta, cho nên mắc phải quả báo như thế. Nhân đó, Phật dạy chúng, các con hãy giữ gìn lời nói luôn luôn trong sạch cho tâm ý trở nên thanh bạch, đừng làm một việc gì sái quấy. Giữ ba điều ấy là lời dạy của chư Phật để tu tiến đến quả vị giải thoát, an vui. Hiện nhân kệ rằng, lời nói dễ phá hòa ra nghịch, lời nói thường giết chết được người, cho nên tất cả mọi người trước khi nói phải lựa lời cho thanh. Nói tổn đức, nói sanh thù oán nói chia lìa, nói tiếng chay chua, thì là nhất định phải chừa, dù ai cậy lưỡi, không thưa thốt lời. Con đường Atula Phật dạy, nếu người nào tánh khí hung hăng, thích đấu tranh hơn thua, trong giờ phút lâm chung đấu tranh đấm đá sát phạt ra sao nó lần lượt hiện ra hết qua diễn tiến đó nó hiện ra cảnh giới Atula là thần chiến đấu hằng ngày đánh lộn với nhau là lối gian dội cả núi Tu Di tầm như thế nào sanh vào cảnh giới như thế đó thích đấu tranh đấm đá thì sanh vào cảnh đấu tranh đó là định luật nhân quả thế nào là sống trong hiện tại Thổ Phật còn trụ thế tại tu viện cấp cô độc có một sư tên là Thera. Sư ít nói chuyện với ai, đi đâu cũng đi một mình, làm gì cũng là một mình. Đại đức Thera không làm phật lòng ai, cũng không chạm vào giới điều nào. Mọi người đặt tên cho sư là người sống một mình. Đại đức Svatika đem chuyện này trình lên Phật. Hôm sau trong giờ pháp thoại, Phật cho gọi sư Thera đến hỏi. Sư là người ưa sống một mình và làm cái gì cũng ưa làm một mình. Có phải vậy không? Bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy. Thế Tôn thường dạy, người khất sĩ nên biết sống độc cư. Quay lại đại chúng, Phật dạy. Này các vị khất sĩ, thế nào là người thật sự biết sống một mình? Người biết sống một mình là người biết an trú trong chánh niệm. Người ấy ý thức được những gì đang xảy ra trong cơ thể trong cảm giác trong tâm ý và những đối tượng của tâm ý người ấy biết quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại không tìm về quá khứ không tưởng tới tương lai vì quá khứ đã đi qua còn tương lai thì chưa tới sự sống chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại nếu ta bỏ giờ phút hiện tại là ta đã đánh mất sự sống này các vị thế nào là tìm về quá khứ. Tìm về quá khứ ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trên những đợt sóng tư duy. Trong quá khứ hình thể, ta từng là như thế đó, cảm thọ ta từng là như thế đó, địa vị của ta từng là như thế đó, ta từng bị khổ đau như thế đó. Phát khởi lên những tư duy như thế và bị ràng buộc bởi những gì thuộc về quá khứ đó là tìm về quá khứ. Này các vị, thế nào là tưởng tới tương lai? Tưởng tới tương lai, ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trong tương lai, trôi dạt trong tương lai, trên những đợt sống tư duy, lo sợ hoặc mơ tưởng. Trong tương lai, hình thể ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó. Cảm thọ ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó ta sẽ được hạnh phúc như thế đó hay sẽ bị khổ đau như thế đó phát khởi lên những tư duy như thế và bị ràng buộc bởi những mơ ước hoặc lo sợ về tương lai đó là tưởng tới tương lai này các vị chánh niệm giúp ta trở lại hiện tại tiếp xúc với hiện tại và quán chiếu sự sống trong hiện tại đừng để những đam mê và sầu khổ trong hiện tại ràng buộc các vị phải thực hiện chánh niệm trong từng giây từng phút trong đời sống hàng ngày đó là phương cách nuôi dưỡng định lực hay nhất một khi định lực đã vững mạnh thì cái thấy của người ấy sẽ sáng suốt người ấy biết mình đang làm gì nhờ có chánh niệm tỉnh thức làm việc gì biết rõ việc đó người ấy có thể tránh được những ý nghĩ lời nói và động tác có thể gây nên khổ đau cho mình và cho kẻ khác người nào biết sống có ý tứ khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi khi nói khi cười khi làm việc thì trong đời sống hàng ngày người ấy tránh được những ý nghĩ lời nói và những động tác có thể gây nên sự đổ vỡ và làm cho kẻ khác phiền lòng Người biết sống tỉnh thức, người ấy ít phạm lỗi lầm. Sống tỉnh thức là sống trong giờ phút hiện tại để biết được những gì đang xảy ra trong bản thân và hoàn cảnh chung quanh mình. Sống tinh cần như thế, ta có thể hiểu biết được bản thân và hoàn cảnh của ta một cách sâu sắc. Nhờ có sự hiểu biết, ta mới có tình thương yêu. Khi mọi loài hiểu biết nhau, chấp nhận nhau tha thứ nhau và thương yêu nhau thì cuộc đời sẽ không còn nhiều khổ đau chánh niệm là ngọn đèn phá tan bóng tối làm cho mặt trời trí huệ mọc lên xua tan bóng đêm vô minh sự kỳ diệu của chánh niệm sẽ làm cho thân tâm ta được định tĩnh an vui muốn có hạnh phúc thật sự các vị phải luôn luôn giữ chánh niệm vì nhân an lạc thì quả an lạc. Này các vị khất sĩ, người biết sống một mình là người biết an trú trong hiện tại, dù người ấy đang ngồi giữa đám đông. Còn người nào cho dù ngồi một mình giữa rừng sâu mà không có chánh niệm, để cho những con ma quá khứ và tương lai lôi cuốn ám ảnh, thì người ấy vẫn không phải là người biết sống một mình. Rồi Phật đọc kệ Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai lại chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì mâu ni gọi là người biết sống một mình đọc xong bài kệ phật cảm ơn sư thê ra người không trực tiếp khen hay chê nhưng chắc chắn đại chúng thật sự hiểu biết được ý phật lại một hôm khác thầy tôi kể tiếp một câu chuyện nữa chuyện đó như thế này Nhân ngày rằm có một cô Phật tử đến tịnh xá Vừa lại Phật vừa khóc nức nở Thầy tôi đến hỏi Cô ơi, tại sao cô khóc như thế? Thưa sư, chồng con lấy tiền rồi bỏ đi theo vợ bé Còn khổ quá, muốn tự tử kết khuất cho rồi Cô ơi, cô có con cái gì không? Và chồng cô lấy tiền đi theo vợ bé Còn chưa lại cho cô đồng nào không? Còn có hai đứa con trai Chồng con lấy đi 10 triệu Để lại cho con hai chục triệu Tôi hỏi cô Hai đứa con và hai chục triệu còn lại So với chồng cô Và số tiền 10 triệu mà anh ta đem đi Cái nào quý hơn Hai đứa con của con và nhà cửa tiền bạc con lại Quý hơn Chồng con và 10 triệu kia Làm sao mà bằng được Cô thấy không Cô còn lại hai đứa con và nhà cửa của cái tiền bạc như thế. Tại sao cô không sống để nuôi con mà lại đòi tự tử, tử chết đi? Còn con của cô để lại cho ai nuôi? Nhờ sư giảng giải con mới thấy rõ mình dại dột quá. Nếu không chắc con chết mất. Đội ơn sư, còn làm phiền sư quá. Mong sư quan hỷ cho. Có những chuyện mà không cần giải thích. Chỉ hỏi cho người ta thấy được những điều sai của họ thì tự nhiên họ tỉnh ra. Người ta thường tả cảnh những vạt dầu sôi ở âm phủ thấy phát khiếp sợ, nhưng có tả cảnh những vạt dầu sôi thê thảm đang nùng nấu những người quá ưu tư lo lắng âu sầu ở thế gian này. Tâm ta là một cõi riêng, nó là địa ngục cảnh tiên trên đời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đầy. Milton Muốn hết khổ Trong kinh di giáo Phật dạy Trì túc thường lạc Nghĩa là người biết đủ Dù sống ở môi trường hay hoàn cảnh nào Cũng được an vui Sự kia Đức Phật còn trụ thế Đời sống của Ngài rất đơn giản tam y nhất bác Hàng ngày ôm bình bát đi khất thực Thường sống ở núi rừng Không bận tâm đến sự ăn mặc Chỗ ở, ngủ nghỉ cho nên nội tâm rất an lạc còn chúng ta khổ là do lòng tham không biết đủ muốn cho thân tâm an lạc quý phật tử nên cầu trời phật cho mình đủ cơm no áo ấm trong ngày mà thôi nếu lỡ làm ăn thất bại đi xin cơm ăn như đức phật rồi tinh tấn tu hành có gì mà lo sợ làm chi cho héo mòn thân thể có gì mà lo sợ làm chi cho héo mòn thân thể trong luận bảo dương tam muội nói lấy sự tác nghịch làm sự tác thành. Chính cái khổ đau cùng cực đó nó cho chúng ta thấy rõ thân mạng là vô thường, dạng vật đều giả tạm. Phát tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thoát khỏi cảnh luân hồi sinh tử khổ đau. Xưa thiền sư Vạn hạnh giác ngộ được lẽ vô thường, Ngài làm bài thơ. thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh diệt đời thịnh suy như hạt xương rơi đầu cành ngài nói thân này giống như điện như bóng có rồi không cây cối mùa xuân thì tươi tốt xum xuê đến mùa thu thì héo tàn mặc tình cho việc hưng thịnh hay suy vi ngài không có vui buồn kinh sợ việc thịnh suy đối với ngài như hạt xương trên đầu ngọn cỏ nắng lên là tan hết thần như lằn chớp sẽ qua rồi mất. Do thấy như vậy nên ngày an nhiên tự tại trong cuộc sống. Tóm lại, trong kinh Chánh Niệm xứ nói, người nào chẳng nói lời hai lưỡi thì không có chuyện rắc rối, từ trong gia đình, dòng họ cho đến bà con lối xóm, bạn bè, kẻ xa người gần đều kính mến người đó đi đến đâu cũng được tiếp đón tử tế. Dù gặp chuyện khó khăn thế nào, vẫn dàn xếp được dễ dàng, lại hưởng được phước lành, thân tâm an lạc, quyến thuộc trên thuận dưới hòa, lòng tin kiên cố không ai phá hoại được. Lại chẳng xa đường dữ, đời đời sanh ra được gặp thầy lành, bạn tốt, tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận tiện cho mình tiến tu, cho đến ngày thành công đắc đạo trong kinh thập thiện Phật dạy Nếu ai xa lìa nghiệp hai lưỡi Thời thành tựu năm Pháp không thể phá hoại Một Được thân bất hoại không ai hại được Hai Được bà con bất hoại không ai hại được Ba Được lòng tin bất hoại Bốn được pháp hành bất hoại, chỗ tu hành kiên cố. 5. Được thiện trí thức bất hoại, không dối lừa nhau. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được quyến thuộc chân chính, tà ma ngoại đạo không thể phá hoại. Ngược lại, Kinh Thành Thật nói, nếu ai đem lòng ác, suối người gây gỗ, đánh lộn, mắc tội rất nặng, đời đời gặp toàn quyến thuộc hung dữ, sát phạt lẫn nhau, lại bị người ngoài châm chích phá hoại, làm cho gia đình dòng họ chịu cảnh chia ly. Kinh chuyển luân ngũ đạo, Phật dạy. Làm người hay nói lời đâm thọc, tuyên truyền điều xấu của người. Chết đọa địa ngục, bị quỷ sứ, rót nước đồng sôi vào miệng, rồi cắt lưỡi. Mãn kiếp địa ngục, xanh là ác điểu. Người nghe thấy tiếng kêu, ai cũng ghê sợ, tru rủa cho nó chết. Khi được làm người, tâm thường tán loạn, lại bị kẻ khinh người hại khổ não triền miên. Thang ôi, nghe lời Phật dạy, chúng ta phải biết sợ hãi, hổ thẹn, tình tấn tu hành, cầu xin sám hối, tẩy trừ tội lỗi. Cổ Đức Thang rằng, ác nơi khẩu thứ năm lưỡng thiệt, với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây, khá chừa đi hương đảng bớt rầy, dùng sự thật giải bày tâm trí, người choảng nhau tại mình gia vị mà cũng không hưởng được lợi danh sao rõ ra chúng lại ghét ganh chiêu cảm quả bớt lành thêm nữa phật dạy phàm khi nói phải hội đủ bốn yếu tố một lời nói phải đúng sự thật có nghĩa là mắt thấy tai nghe phải hội đủ các chứng cớ mới nên nói. Nhưng nếu nói ra làm hại người cùng vật thì không nên nói. Như chuyện tiền thân Đức Phật là thầy tỳ kheo. Một hôm đang ngồi thiền bên bờ suối, bỗng thấy con nai chạy ngang. Người thợ săn đuổi theo gặp thầy, liền hỏi. Thầy có thấy con nai chạy ngang qua đây không? Thầy nghĩ nếu mình nói không có thì phạm giới nói dối còn như nói có thì gián tiếp chỉ cho người thợ săn giết chết con nai thầy chợt nghĩ ra ý hay liền đứng lên trả lời từ lúc tôi đứng lên chẳng thấy chi hết người có trí đối diện với thực tế cho dù có khó khăn đến đâu cũng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa tốt đẹp đem lại lợi ích cho chúng sanh mà không phạm giới hư vọng hai Lời nói phải hợp thời. Người có trí biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Điển hình như nhắc lỗi ai mà người nghe đang mệt mỏi, buồn phiền nóng giận, bệnh quạng hay giữa đám đông, khoan nói, đợi cho họ mạnh khỏe, vui vẻ mới nên nói. Nhưng chớ có xây dựng bằng những lời nói quá thô tháo trắng trợn làm tổn thương danh dự người ta mà phải hết sức tế nhị, khéo léo. Thí dụ, nhà bên cạnh cao hơn nhà mình, họ thường xả rác xuống. Khi đó không nên tức giận la mắng, mà chỉ nên nói với chủ nhà. Anh chị thông cảm bảo mấy cháu nhỏ bỏ rác có chỗ, để nó không biết xả xuống nhà tôi giờ quá. Nếu họ không sửa đổi, mình nhờ người có uy tín quen biết với họ khuyên dùm. Ông bà ta thường nói Bà con xa không bằng láng giềng gần Khi hữu sự tối lửa tắt đèn có nhau Đừng vì một chút không đáng Mà làm mất lòng đôi bên thì không nên Hoặc người vợ thấy ông chồng lôi thôi Khi đó chỉ cần đem hình ảnh gia đình nào đó gần bên Thường xảy ra xung đột Nhờ chồng giải thích Tại sao họ bất hòa, tranh cãi, đánh đập lẫn nhau Bạn chất con người thích làm thầy đời anh ta nghe thế khoái chí nói Ông chồng kia thì thô lỗ Ăn nhậu bồ bịch lôi thôi Còn bà vợ lại lười biếng Ăn xài phung phí Nói dai không quán xuyến công việc nhà Khi đó chỉ cần nói Nhờ sự hiểu biết sáng suốt Đức độ của anh Nên gia đình mình được yên vui Nếu sau này ông chồng có làm điều gì sai Chỉ cần nhắc lại là đủ không riêng chuyện vợ chồng mà bất cứ trường hợp nào cũng nên đem phương pháp này ra áp dụng đều có kết quả tốt đẹp đó là một nghệ thuật cảm hóa người khác mà họ không biết tưởng dường như mình mới phát minh ra những sáng kiến mới có người hỏi bố thí như thế nào đúng pháp phi pháp và tu huệ ra sao trong Thế Kinh Phật dạy, bố thí đúng pháp là cho cơm gạo, mùng mền, chiếu gối, quần áo, thuốc men, chỗ ở, dân dân. Đó là bố thí đúng pháp. Bố thí phi pháp là cho rượu, thuốc độc, bẫy, rập, câu, lưỡi, dao mát, cung tên, sinh mạng các loài vật, đồ âm nhạc, nữ sắc, dân dân. Những thứ não hại chúng sanh thì không nên cho muốn tu trí huệ kinh di giáo dạy phải chuyên học hỏi tinh tấn giữ giới nhân giới mới sanh các thiền định và trí huệ nếu năng trì tịnh giới thì được các pháp lành bằng không tịnh giới các thiện công đức không thể phát sanh vậy phải biết giới là chỗ yên ổn công đức thứ nhất phật dạy trong các thí pháp thí là bố thí bất tử phước ấy cao thượng hơn hết trong các phước điền thật đúng như lời phật nói nhờ học giáo lý mình mới biết cách tu hành rồi truyền cho người khác đồng tu cho đến ngày thoát dòng sanh tử nên ngài nói chúng sanh nào muốn cho thân tâm an lạc thì phải học giáo pháp vì pháp có công năng diệt trừ ưu não cấu uế và duy trì tình thương yêu đoàn kết từ đó sanh ra phước lộc làm lợi ích cho mình và mọi người nhưng ít ai nghĩ đến cứ mãi đam mê ra giàu chốn lời danh có lúc xem kinh được vài câu liền sanh tâm ngao ngán bỏ qua thậm chí có người cả đời chưa xem được chữ nào chính vì xem thường là phật dạy nên từ trong gia đình đến xã hội xảy ra lắm cảnh thảm hòa thương tâm thiếu đạo đức là cửa ngõ đưa đến bại vong để tránh những tai hại đó quý vị nên cố gắng xem kinh nghe pháp và truyền trao cho người xung quanh để họ biết cách tu hành quá giải ác nghiệp. Nhờ phước đức đó, nghiệp của mình cũng được nhẹ theo. Thế nên tôi xin khuyên quý vị, khi có kinh sách hoặc băng giảng nên cho người khác xem nghe. Nếu không, để lâu cũng hư mà không sanh được phước, lại thêm kiếp sau phải bị quả báo dốt nát. Như chuyện Ngài bằng đặt, Phật dạy chỉ có hai chữ chổi quét mà Ngài không nhớ cũng do dấu pháp mà ra. Giả lại vô thường đâu có định ngày. Nếu cứ mãi chất chứa, dầu cho có kho vàng núi bạc, quan quyền vua chúa cùng phi mỹ nữ, giờ đẹp con ngoan, khi nhắm mắt xuôi tay chẳng mang theo được gì ngoài hai chữ tội và phước. Ôi, tham tất cả, rồi cũng mất tất cả. Các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, ân ái như giấc mộng, gặp gỡ sẽ chia ly, giàu sang danh vọng vẫn đau khổ. Chỉ có niết bàn dứt hẳn sinh tử, không còn tai ương, đó mới là an lạc. Như hồ nước rộng sâu, trong lặng sáng một màu, người trí huệ nghe đạo, tâm thanh tịnh hết sầu. Tâm vọng tưởng dừng nghỉ, ngôn hành cũng lặng yên, theo chánh đạo giải thoát, về diệt độ an nhiên kinh pháp cứu thí dụ ba lời nói phải cẩn thận nghĩa là khi nói ra phải đo lường tác dụng của nó tốt hay xấu phía sau có di họa gì không nhiều người tuy không trực tiếp lấy dao cầm súng đâm chém bắn giết người khác nhưng họ lại đã kích nhau bằng những binh khí miệng lưỡi còn lợi hại hơn cung tên giáo mát ở đời có nhiều người ăn nói độc địa làm cho người nghe giống như bị ngộ độc tuổi nhục mà chết chúng ta nhìn cuộc sống chung quanh hay nghe đài xem báo thấy có nhiều câu chuyện không đáng nhưng lại đưa đến chết người như báo đăng tin có bà nội nghi đứa cháu lấy tiền liền chửi mắng nàng dâu Mày đừng có dạy con tham lam giống dòng bên họ ngoại của nó. Cô con dâu quá tức giận, đe đứa con xuống đánh một hồi, lỡ tay làm đứa con bị chết. Kết quả người mẹ vô tù ngồi, còn bà nội thì hối hận suốt đời. Trong xã hội có vô số trường hợp rắc rối, như trong sách ứng xử nói. Trong gia đình nọ có cậu con trai tên là Tấn, cậu ta thường tụ tập bạn bè để đi ăn nhậu hút chích. Đã nhiều lần bị cha mẹ ngăn cấm Nhưng Tấn vẫn tiếp tục ăn chơi xa đọa Một hôm Ông cha thấy Tấn dẫn bạn về nhà Với bộ dạng say xưa Ông vô cùng tức giận Mắng Tấn trước mặt bạn bè Mày là thằng mất dạy Tao nói hoài mà không nghe Cứ đi ăn chơi hoài Đồ lì lợm Không biết xấu hổ Sống chật đất Mày uống thuốc độc chết vứt cho rồi Tấn tự ái tức giận buông tuổi lấy thuốc độc tự vẫn chết nên có câu chót lưỡi là kiếm phong tuyền giết người chẳng máu lụy phiền biết bao quý vị cố gắng lấy đạo đức khắc phục nghịch cảnh chuyển quá được thì tốt bằng không coi như đó là nghiệp mà mình phải trả nếu chẳng nghĩ như thế thì dễ gây thêm ác nghiệp oan trái biết bao giờ mới trả hết 4. Lời nói phải xuất phát từ lòng thương yêu chân thật Muốn có lời nói trọn lành trong sạch Mang niềm vui đến cho mọi người Chúng ta phải có lòng từ bi hỷ xả Những lỗi lầm của người chung quanh Khi đó mới là ái ngữ chân thật Xuất phát từ lòng thương yêu Ban niềm vui đến mọi người Trong Kinh Tạng Nikaya Phật dạy Người nào nói lời chân thật Bảo vệ sự thật của người khác thực hành được như thế mới gọi là người biết hộ trì chân lý. Thở Phật còn trụ thế, một hôm có ông bà La Môn đến hỏi Phật. Thế nào là hộ trì chân lý? Phật đáp: Người nào đối với chánh pháp có niềm tin bất động, từ bỏ lời nói dối trá, đâm thọc, theo dệt thô ác, thường đem lời lành giáo hóa chúng sanh, đó là người biết hộ trì chân lý. Con đường ngạ quỷ Phật dạy Nếu người nào tính tình tham lam Đụng đâu lấy đó Thẳng tay vơ vét những của phi nghĩa Tàn ác gian phi Lừa đảo thế nhân Tham quan ô lại Những người như thế Trong giờ phút lâm chung Tham kiểu cách ra sao Nó tuần tự hiện ra hết Qua diễn tiến đó Nó hiện ra ngạ quỷ tướng Xanh lòng quỷ đói khổ sở Để đền cái tội tham lam vô độ của mình Chúng ta có thể mất tất cả tiền của Nhưng đừng để mất tình nghĩa Vì tiền bạc của cải còn có thể kiếm lại Nhưng nếu mất tình nghĩa rồi Thì khó mà tìm lại được Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo Nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo Ca dao Sở dĩ con người ta khổ Là do mong muốn trái lại với sự thật Nhân đây tôi xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện Hồi lúc còn sanh tiền sư phụ tôi là hòa thượng thích giác đức kể cho chư tăng nghe một hôm có cô công chức đến tịnh xá lại phật xong rồi cô đến gặp thầy tôi than thở số phận con sao khổ quá sư ơi còn à. nghe nói đạo phật có pháp cứu khổ cứu nạn vậy nhờ sư giúp cho con hết khổ cô khổ vì việc gì nói cho sư nghe thử coi thưa sư con làm trưởng phòng nha địa dư bị ông giám đốc vô cớ cho con nghỉ việc để đem thân nhân của ông ta vào một nỗi khổ nữa là trước khi ông ta đi làm việc là phải chạy xe ngang qua nhà con mỗi lần thấy ông ta là con vô cùng tức giận và khó chịu làm sao con ăn không được ngủ không yên sụt đến năm cân sự có phép gì trị giùm con ông giám đốc vô cớ đuổi cô là có lỗi. Cô lại chấp cái lỗi của ông ta tự làm khổ cô. Trong khi đó, ông giám đốc có khổ không? Ông ta ăn ngủ ngon lành nên mới có sức khỏe, ngày nào cũng chạy xe đi làm việc. Còn con ăn ngủ không yên nên mới ốm như vậy. Từ khi cô nghỉ việc ở nhà địa dư đến nay, cô có làm ăn gì được không? Còn về nhà làm buôn bán, tiện lợi gấp 10 lần ở cơ quan người ta cho cô nghỉ việc để đi buôn bán làm giàu mà cô không vui trái lại lấy cái quấy của người ta làm khổ mình đâu cô nghĩ lại coi có đúng không sư nói đúng quá sao con không nghĩ ra con thật thật cảm ơn sư đã chỉ dạy chuyện trên cho chúng ta thấy cô trưởng phòng lúc nào cũng muốn cho ông giám đốc đừng bao giờ đuổi mình nhưng ông ta lại đuổi điều gì làm cho cô khổ đau cô khổ là vì cô không hiểu lý nhân duyên nhân quả chấp nhận sự thật để vui vẻ sống với nó khi hiểu ra rồi cô hết khổ ngay muốn cho thân tâm thanh tịnh không sợ hãi trước lúc lâm chung chúng ta hãy nghe qua câu chuyện sau đây thổ phật còn trụ thế trưởng giả cấp cô độc là một cư sĩ thuần thành trong giáo pháp của đức phật Ngoài việc hộ trì ta bảo ra, ông còn trợ cấp cho những người nghèo khổ đói rách. Một hôm, ông Lâm trọng bệnh, Phật bảo Đại Đức Xá Lợi Phất đến thăm bệnh ông. Xá Lợi Phất rủ Đại Đức A Nan cùng đi. Đến nơi, người nhà nhấc ghế mời hai Đại Đức ngồi gần bên giường. Biết cư sĩ cấp cô độc sống không được bao lâu nữa, Đại Đức Xá Lợi Phất khai thị. Này cư sĩ, ông nên quán tưởng Mắt không phải là tôi, tai không phải là tôi, mũi, lưỡi, thân cũng không phải là tôi. Đợi ông gấp cô đọc quán tưởng xong, Đại Đức nói, Cư sĩ hãy tiếp tục quán tưởng tính vô ngã trong sáu thức. Cái thấy không phải là tôi, cái nghe không phải là tôi, những gì tôi ngửi, nếm, xúc, chạm cũng không phải là tôi. Trì giác, xúc giác, và ý thức cũng không phải là tôi. Cư sĩ nên biết, sáu căn, sáu trần và sáu thức không phải là tôi. Sáu đại là đất, nước, gió, lửa, không gian và tâm thức cũng không phải là tôi. Cư sĩ đừng để những yếu tố đó ràng buộc. Hãy mỉm cười trước sinh tử. Bởi vì ta không sinh cũng không diệt. Xin diệt không làm cho ta có tử không làm cho ta không sinh không thật sinh diệt không thật diệt đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan ta đừng để sinh tử ràng buộc thì thân tâm ta sẽ được an lạc giải thoát vượt qua khỏi dòng sinh tử thực tập tới đây cư sĩ cấp cô đọc khóc nước mắt chảy ràng rụa trên hai má ông đại đức a nan thấy thế liền hỏi này cư sĩ, ông đã quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, thường làm việc bố thí cúng dường. Ông không có làm việc gì ác thì chẳng có chi phải buồn rầu lo sợ. Hay là ông còn luyến tiếc thân thể cho nên quán chiếu không thành công phải không? Thưa đại đức A Nan, con không có tiếc núi thân thể, còn quán rất thành công. Còn khóc là vì con cảm động quá. Đã hơn 30 năm con phụng sự Phật và gần gũi các vị khất sĩ. Nhưng chưa bao giờ con được nghe giáo lý thậm thâm vi diệu như ngày hôm nay. Này cư sĩ, các vị khất sĩ và nửa khất sĩ được nghe Đức Phật giảng dạy giáo lý này rất nhiều. Thưa Đại Đức A Nan, hàng đệ tử chúng con có người cũng có thể nghe hiểu và thực hành được giáo lý thậm thâm vi diệu này. Xin Đại Đức Bạch với Đức Phật cho phép giới cư sĩ chúng con được nghe và thực hành pháp môn thậm thâm đó. Cư sĩ cấp cô độc từ trần ngay buổi chiều hôm ấy, Đại Đức Xá Lợi Phất và A Nan đã ở lại hồ niệm rất lâu cho cư sĩ. Không nói lời hai lưỡi Hai lưỡi là lời nói đâm thọc tới người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, khui chuyện người ra, dèm pha quỷ bán, châm chích cho người xa lìa ân nghĩa, Gẹo chọc cho người nóng nảy đua tranh, làm cho hai bên gây thù kết bán với nhau. Đó gọi là nói hai lưỡi. Tại sao Phật cấm không cho chúng ta nói lời hai lưỡi? Vì nó là nguyên nhân làm cho cốt nhục chia lìa quyến thuộc bạn bè ly tán quân thần nghi kỵ xã hội phân chia chúng sanh khiêm hận náo hại lẫn nhau người vô lương tâm như thế hiện tại gây ác cảm với mọi người tổn giảm phước đức theo luật nhân quả tự nhiên khiến cho gia đình quyến thuộc của họ thường xảy ra xào xáo con cháu bất hòa trong kinh địa tạng dạy nếu ai ác tâm phá sự hòa hợp của người khác bị quả báo gia đình quyến thuộc kinh chống lẫn nhau. Người đó đi đến đâu, làm bất cứ việc gì đều bị người ta phá vỡ, làm hỏng hết mọi việc. Thậm chí cho dù kẻ đó có đi tu, nhưng khó bề yên thân, thường gặp chướng duyên ác nạn ngăn cản, phá tan sự tu hành, không thể thành tựu đạo quả. Bồ đề lão tổ cũng dạy, suối kiện thương người, con cháu bất hòa Xúi con hiếp người Chịu đời thất thế rồi vợ chồng tan rã Gia đạo linh đinh Theo léo chuyện người Tổ tiên phiền giận Tất cả mọi người đều bị định luật vô thường chi phối Phải chịu cảnh Sanh già đau chết Lúc nào cũng phập phòng lo sợ Ngoài cái lo sợ đó ra Còn lo rầu đủ thứ công danh chưa thành tình duyên trắc trở tai nạn bất ngờ thời cuộc biến loạn thiên tai địa ách mùa màng thất bát mùa bán không được làm ăn thất bại của cải mất mát bà con nội ngoại ốm đau nghèo khổ người thân bị bắt giam cha mẹ vợ chồng con cháu đi xa không biết ra sao hoặc là gặp cảnh trái ngang tôi bất trung vợ chồng bất chánh còn cháu ngỗ nghịch bất hiếu bị người bội phản, oan gia đòi mạng. Khổ này chấp chồng lên khổ kia. Còn người vì bị giọng thức điên đảo chấp trước, nên mới bị thất tình lục dục lôi cuốn, đắm nhiễm sáu trần, sanh tâm phân biệt có ta, có người, còn mất hôn dạy Chính vì sự lầm chấp đó làm cho con người mau già chóng chết. Để cho thân tâm thanh tịnh khỏi khổ lụy vì danh lợi, tình tiền của cải trong kinh trung bộ, Phật dạy các tỳ kheo. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không động, không trung chuyển, thấy các pháp vô thường. Biết vậy nên tu tập, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất giả hiền. Chúng ta giống như một quả công Muốn vẻ đẹp hay xấu tùy ý Ai thực hành hạnh nhẫn nhục từ bi hỷ xã, khiêm nhường Nói lời hiền hòa Là đang phát quả cho mình Một bức chân dung tuyệt mỹ Ngược lại Sơn si cống cao ngạo mạn Nói lời thô tục Là tự vẽ cho mình tấm hình thô xấu Nếu ai không tin Tha hồ sân si nói càng Kiếp sau thân hình xấu xí đi đâu cũng che đậy sợ người ta thấy. Đến khi đó ăn năn đã muộn. Người hay sân nó hiện ra tướng xấu, tự làm khổ mình và người khác, nên nó trổ quả xấu, khổ không thể tránh được. Thật vậy, mỗi khi sân hận nổi lên, quý vị soi gương coi đẹp hay xấu. Có người giận quá mặt tái xanh, chân tay run rẩy đứng ngồi không yên, tim đập mạnh, giọng nói ngập ngừng, đó là nguyên nhân đau tim, tăng huyết áp, đứt mạch máu mà chết. Sở Dĩ Chư Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là nhờ trong quá trình tu Bồ Tát đạo, quý ngài giữ gìn giới luật, thực hành nhẫn nhục ba la mật, làm lợi ích an lạc cho chúng sanh nên được đầy đủ phước tướng trang nghiêm như thế. Chúng ta cũng thấy, người nào tu hành nhẫn nhục thì nhan sắc diệu hòa, thân tướng đoan trang, oai nghi tề chỉnh. Như thế đủ chứng minh, nhẫn nhục hiện tại và tương lai hưởng được sự an lạc tốt đẹp. Thế mà người đời cho nhẫn nhục là yếu hèn, họ quan niệm như thế thật sai lầm. Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật nói, Người có trí tuệ thấy được sự tai hại của sân hận nên thực hành nhẫn nhục, luôn luôn phòng hộ, chẳng cho nó xâm nhập vào tâm nhẫn nhục như thế được gọi là người có sức mạnh lớn sức mạnh của người tu không phải như lực sĩ dùng sức mạnh để đánh thắng đối phương như thế rất tầm thường nhiều người làm được cuộc chiến thắng đó có biết bao nhiêu người đau khổ oán thù mà sức mạnh của người tu là phải có sự nhẫn nhục chịu đựng được những cảnh trái ý nghịch lòng dù bị mắng chửi đánh đập giết hại nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh an nhiên với tấm lòng bao dung dị tha, khiến cho đối phương an lạc, xua tan đi nỗi hận thù, xoa dịu nỗi khổ đau đang xung đột hàng ngày, nêu gương lành cho nhân loại. Bậc trí huệ nhập đạo, thường vui vẻ nhận lãnh, sự chửi mắng cay độc như uống nước cam lồ. Khen chê thương ghét mặt người, từ bi hỷ xã nơi nơi rải đều mưa trời nào nệ trong rêu tâm từ vô lượng Rải đều chúng sanh thiện pháp kinh pháp cũ nói chiến trường quyết liệt hơn thua thắng người ngàn trận cũng chưa thật tài thắng mình mới đáng gọi hay chiến công oanh liệt ấy ai dám bì người thế gian nhẫn khác người tu vì sức yếu thế cô phải nhịn nhưng trong lòng rất căm hận chờ cơ hội báo oán hay là chuyện oan ức chưa biện bạch được bởi tiền bạc che lấp sự bất công vì danh dự tông môn gia đình phải nhịn cho yên thân nhưng lúc nào cũng thấy cái nhục trước mắt nên hết sức khổ đau như thế không đúng nghĩa chữ nhẫn của nhà phật nên oan trái oán thù cứ mãi chất chồng kinh pháp cú phật dạy nó mắng tôi đánh tôi nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Giới hận, diệt hận thù, đời này không thể được, không hận, diệt hận thù, là định luật ngàn thu." trong khế kinh Phật nói tất cả các pháp đều từ nhân duyên sanh và những gì mà con người gặp phải trên cõi đời đều do nghiệp lực chi phối chúng sanh tự gieo nhân rồi gặt lấy quả chẳng phải trời trong quỷ thần gây ra thiện ác kết quả riêng nhân quả lý đương nhiên làm thiện sẽ được thiện gieo giống ngọt vui yên kinh pháp cú qua lời Phật dạy, chúng ta thấy đối với chúng sanh, Ngài không bao giờ thưởng hay phạt một ai. Chỉ đưa ra giáo lý nhân quả tốt xấu, khổ vui. Tự mình tạo ra, không ai có quyền ban phước hay giáng quả. Nên người theo đạo Phật tự tin nơi mình, không bị lệ thuộc bất cứ ai. Như lời Phật dạy, ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Đó là tự do bình đẳng từ bi hỷ xả vô ngã dị tha thương yêu tất cả muôn loài dạng vật lại có người quan niệm sai lầm khi tôn giáo của họ bị kẻ nào lấn hiếp liền cổ vũ đồng đạo nổi dậy tìm đối phương trả thù để người ta cho mình là thánh tử đạo được phật trời thượng đế thánh thần rước về thiên đàng cực lạc nhưng xin thưa quý vị cho dù ai theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không tôn giáo nếu giết hại người phải lãnh lấy ác báo đau thương chết thảm đối với đức phật ngài chủ trương phá bỏ tất cả giai cấp lấy lòng từ bi hỷ xã đối với tất cả chúng sanh cho dù kẻ đó có chửi mắng đánh đập giết hại tổ thầy ông bà cha mẹ cho đến thân mình cũng không được oán hận trả thù tâm hồn thiên liêng cao thượng đó không có bút mực nào diễn tả hết đó là điều chúng ta cần biết Chứ đừng nghĩ rằng giết kẻ phá đạo mình để chứng tỏ ta là người có công trung thành với đạo để được ơn trên khen thưởng, phong quan tấn tước như chuyện thế gian. Người như thế không hiểu gì về luật nhân quả, thật là mê muội đáng thương. Để cảnh giác các hàng đệ tử, trong kinh A Hàm, Phật bảo, phải thực hành thiền định, quán sát thấy rõ các pháp. Lúc thịnh khi suy, đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan, không có gì tồn tại mà phải bảo thủ giết hại lẫn nhau, gây thù kết oán. Nếu hiểu rõ như thế, chúng ta sống rất thoải mái trong mọi cảnh ngộ, không có chi bận tâm. Đó là bức thông điệp vô giá Đức Phật đã để lại cho nhân loại làm nền tảng tu tập, nhưng có mấy ai hiểu ra, cứ mãi giết hại lẫn nhau, thật đáng buồn thay. Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, mê mờ không lối thoát, nên Đức Phật hiện thân ra đời, đem giáo pháp nhiệm màu ân cần chỉ dạy, đưa nhân loại thoát khỏi dòng mê lộ. Là đệ tử Phật phước mỏng nghiệp dày, sanh sao Phật hơn 25 thế kỷ, trí mờ ám phải đương đầu nhiều lối rẽ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Muốn có cuộc sống hài hòa, chúng ta phải tu hành hỷ xã, tùy thuận lẫn nhau. Khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng, ta phải bình tĩnh quan sát lời Phật dạy. Ngũ dục, lục trần là pháp loạn tâm, tổn hao sức khỏe, đều nguy hại cho lòng đạo cả. Nếu ta thấy rõ các pháp không thật, thì tâm ta liền trở nên an lạc. Sở dĩ con người khổ là do lòng cố chấp quá nặng như khi hương thơm đến nảy sinh ý ưa thích hồi thúi tới liền bực dọc tức giận muốn khắc phục phải định tâm để thấy tự tánh nó không thật đủ duyên thì đến hết duyên liền mất nhìn lại thân ta cũng là nhơ uế có chi phải bận ta buồn phiền không giải quyết được gì tốt nhất lo dọn dẹp hoặc tránh né hay hơn là phiền trách cho đến xúc chạm những gì êm ái mịn màng thì sanh tâm say đắm thô cứng thì lại chán ghét Phật dạy người đam mê xúc dục nếu cứ mãi luẩn quẩn trong dòng sinh tử chịu biết bao kiếp nạn giống như người đứng trước vực thẳm không biết rơi xuống lúc nào nên có câu bởi mê mới làm tôi thị dục nếu ngộ đau tùng phục lòng tà dục ta đều hại người ta dục là thống khổ Tà là trầm luân dục thường vì xác thân khởi xướng Tà thường vì vọng tưởng sinh ra cả hai đều thứ mắc lòa lợi gần thấy đẹp hại xa không lường hay là nhãn thấy sắc thường hay bận biệu tai ưa nghe lắm điệu âm thinh mắt với tai đều chọn đẹp xinh còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu đồ thơm tho nó ưa nó chịu chỗ xạ hương hay lít lại gần lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần đồ ngọt béo nó ưa nó mến thần tham sướng muốn tiền của đến đặng ăn xài cho phỉ tâm tình ý thì ưa sửa sắc soi hình Giới chức phận cho cao cho quý sáu đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau dứt nó cho rồi thì tòa sen mới đặng đứng ngồi cho thông thả hưởng mùi sen báu cổ đức thì dặn cho chúng ta biết nếu lục căn của mình được thanh tịnh ngày đó là bồ đề niết bàn tịnh độ không cần tìm đâu xa phật pháp vốn ở thế gian trong đời giác ngộ chớ tìm đâu xa Bồ đề cuộc sống quanh ta, bốn ba cầu ngộ chỉ là uổng công. Pháp Bảo Đàn Kinh Trần Nhân Tông cũng nói, Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, Đói đến thì ăn mệt ngủ liền, Trong nhà có báu thôi đừng kiếm, Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Bởi trong cái dòng tâm nó có cái chân tâm ở sẵn trong đó, không cần tìm ở đâu xa, cho nên Ngài nói Trong nhà có báu thôi đừng kiếm Nhưng khi nào của báu đó nó mới hiện ra Chỉ khi nào lục căng đối với lục trần không sanh ra niệm nào hết Giữ tâm bình thường Đó là thiền, là kiến tánh rồi Còn tìm ở đâu nữa Cũng như sống không lìa nước Khi gió lặng thì sống tự nhiên sẽ yên Sống gió dí như phiền não vô minh Nước trong yên tĩnh ví như niết bàn thanh tịnh chân như vậy thuở phật còn tại thế ngài khuyên la hầu la muốn thành tựu hạnh nhẫn phải quán thân mình như đất dù người ta đổ và trải lên đất những thứ tinh sạch đẹp đẽ như qua nước thơm sữa thơm hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ giấy hôi hám như phân nước tiểu máu mũ và khạc nhổ đờm nhất xuống đất thì đất vẫn tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách tự nhiên không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét tuổi nhục cũng như thế những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh còn đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con còn hãy học theo hạnh của nước dù người ta có giặt những thứ thơm tho hoặc dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ tham đắm, hoặc tuổi nhục buồn khổ chán chường. Nước bao là lưu chuyển, có năng lực quá giải và gạn lọc. Còn lại nên học hành của lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những thơm tho đẹp đẽ, hoặc hôi hám xấu xí, dơ bẩn, nhưng lửa không vì vậy mà cảm thấy tham đắm hoặc ghê tởm tuổi nhục căm hờn còn nền học hạnh của không khí không khí thổi đi những mùi thơm hoặc thối mà vẫn không cảm thấy tham đắm hoặc tuổi nhục buồn giận hay chán chường vì không khí có khả năng gạn lọc và quá giải này la hậu la còn hãy tu tập lòng từ để đối trị giận hờn lòng từ là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác từ là thứ tình thương không có điều kiện và không chờ đợi sự đền trả. Còn hãy tu tập lòng bi để đối trị tàn ác. Lòng bi là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách làm vơi đi khổ đau nơi người khác. Bi cũng là thứ tình thương không có điều kiện và cũng không chờ đợi sự đền trả. Còn lại phải tu tập lòng hỷ để đối trị ganh ghét Lòng hỷ là lòng vui theo cái vui của người khác và niềm ước ao mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc an vui. Còn nên lại tu tập lòng xã để đối trị kỳ thị và dướng mắt. Lòng xã là tâm niệm thanh thoát và cởi mở đạt được do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài. Mình và người không phải là hai thực thể riêng biệt, không nên ghét bỏ cái này để đi nắm bắt cái khác. La Hầu La Từ bi, hỷ và xã là bốn tâm rộng lớn không có bờ bến và cũng đẹp đẽ khôn cùng. Đó gọi là tứ vô lượng tâm. Tu tập theo bốn pháp này thì mình trở nên một con người cao thượng đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả chúng sanh. La Hầu La còn lại phải quán chiếu về vô thường, để phá trừ ảo tưởng về cái ta. Còn phải quán chiếu về tính sinh diệt và thành hoại của thân thể, để hiểu sâu về sự sống chết. Đó là phương pháp thoát ly tham dục, sân nhuế. Ví có kẻ cầm dao cắt đứt thân con ra từng mảnh, trong khi đó phải tự nhiếp tâm, đừng để sân hận nổi dậy và giữ gìn cửa miệng, chớ thốt ra lời ác còn phải khéo quán sát tu tập như thế mới vượt qua mọi gian nguy thử thách của đời để quá độ chúng sanh. Vì nhẫn nhục là phương pháp nhiệm màu, cảm quá mọi người mà không cần sức mạnh quyền lực và chính trị. Được như vậy mới đáng gọi là bậc đại nhân đại lực, có trí huệ nhập đạo. Người tu hành nhẫn nhục, tập tánh giống như nước, thường mềm dẻo mát dịu rộng lượng và khoan dung, nhẫn nhục như bùn đất, dù sạch dơ đổ lên, đại địa cam thọ hết, không có chút giận hờn. Để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục, Phật nói, tiền thân ta là vị tiên nhân tên là Sàng Đề, tu khổ hạnh ở núi rừng, một hôm vua ca lợi cùng với phu nhân thể nữ quần thần vào rừng săn bắn. Đến trưa, vua cho bày tiệc ăn uống đàn ca múa hát vui chơi. Tiệc xong vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây. Khi thức dậy không thấy quan quân tỳ nữ, liền hỏi cận thần, mới biết họ đi đến vị tiên nhân ở gần bên để nghe pháp. Sàng đề tiên nhân nói, muôn loài đều tham sống sợ chết, hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chém giết sống đời gì tha bác ái có như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường mạng chết yểu họ nghe qua cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy sát khí tất cả đều ước mong sao được nhà vua cho về nhà sống đời cư sĩ cơm rau đạm bạc tu hành khi đó vua ca lợi đến nơi nhìn thấy ai nấy đều kính cẩn nghe tiên nhân giảng đạo lòng đố kỵ dân trào liền xuống ngựa bước tới chỉ thẳng vào mặt tiên nhân chửi mắng hủy nhục đủ điều nhưng ngài vẫn ngồi lặng thinh không nói một lời này kẻ ương ngạnh kia trước mặt ta sao mãi ngồi lì đó làm gì thế tôi ngồi đây để tu hạnh nhẫn nhục hạnh nhẫn nhục là thế nào hạnh nhẫn nhục là khởi tâm đại bi khiêm nhường ôn hòa với tất cả mọi người từ bỏ những hành động kiêu căng tự đắc thường dùng lời nói êm dịu đạo đức khuyến quá chúng sanh. Vua ca lợi nghe qua, tưởng tiên nhân công kích sự thô lỗ của mình, nên quát. Thôi hãy im đi, nghe ta hỏi, tại sao ngươi bị chửi mắng mà vẫn lặng thinh là thế nào? Thưa ngài, nếu những lời chửi mắng của người khác là đúng, mình phải cảm ơn để lo tu sửa. Còn như họ chửi nhầm lẫn, xem đó là lời nhắc nhở hay tiếng vàng gió thổi ngoài tai. Câu trả lời đó thật là quý báu, khiến cho ai nấy đều thán phục. Ca lời vương cảm thấy tự ái dồn dập, liền rút kiếm ra bảo. Đây là lời nói dối trá, vô lễ. Rồi mạnh tay vung gươm, cắt đứt hai lỗ tai của tiên nhân. Ôi, những dòng máu đỏ tuôn rơi, ướt đâm cả hai má, nhưng sắc mặt tiên nhân vẫn an nhiên tọa Thấy thế ca lời vương vung gươm Chặt đứt thêm hai cánh tay và chân Rồi nói Thử coi ngươi còn nhẫn nổi không Máu chảy ướt cả chỗ ngồi Nhưng không một lời oán trách trên thang Vua lặng thinh suy nghĩ Người này không phải tầm thường Nên gượng lại cất tiếng hỏi Hỏi tiên nhân Tại sao ngươi bị ta hành hạ Mà gương mặt không hiện ra sắc giận Và nói lời nào này đại dương, nếu tôi có lỗi, bị người hành hạ, tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lồ và cung kính đối với người ấy. Còn nếu gặp trường hợp họ không phân biệt phải trái, xúc phạm, khi đó tôi nghĩ, ngày nay mình vô tội, nhưng biết đâu trong quá khứ đã từng làm người ta khổ đau. Hơn nữa, thần này là vô thường do các duyên giả hợp, có gì đáng để luyến tiếc hay lắm nghĩ được như thế hết sức là cao thượng nhưng làm sao cho ta tin rằng người thật tình không oán hận không cần nói đại dương cũng thấy tôi nào khuất phục trước sự áp bức bất minh thiếu nhận xét của ngài và chẳng quan tâm đến lưỡi kiếm chém vào thân tôi nên nội tâm được tịch tịnh không có ác niệm đối với sự tàn bạo của ngài vì tôi lúc nào cũng tâm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh sớm bỏ đường tà, quay về nẻo tránh, thoát khỏi ác nghiệp. Nếu quả thực tôi có thực hành hạnh nhẫn nhục, cầu cho thân này được bình phục như cũ. Vừa nguyện xong, trời đất bỗng dưng trung chuyển, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, máu hóa ra sữa, thân thể trở lại như xưa. Nhìn thấy tiên nhân bình phục, vua ca lợi vương vô cùng kinh ngạc giờ đây tánh kiêu căng tàn bạo không còn nữa liền quỳ xuống bên thiên nhân cầu xin sám hối tội lỗi và phát nguyện tận tâm phụng sự tam bảo và noi theo gương nhẫn nhục của ngài để thực hành trong đời sống cá nhân cùng trị quốc an dân qua câu chuyện trên chúng ta thấy tiền thân phật chấp nhận nghịch cảnh đau thương không nói một lời oán trách lại nguyện cho họ đừng lãnh thọ ác báo nên ngài thành tựu được thân nhẫn khẩu nhẫn và ý nhẫn đạt đến nhẫn nhục ba la mật không thấy mình nhẫn cảnh để nhẫn nên nội tâm được an lạc một hôm bá quan lâm triều nhìn ra thấy chư vị sa môn đi khất thực ai nấy đều hướng về đó vái chào làm cho nhà vua sanh tâm đố kỵ nói các khanh chớ có tin mấy ông sa môn đó Ban ngày ôm bác liềm diêm đi khất thực Trông ra vẻ từ bi Nhưng khi về chùa Họ có tình nhân vợ con Ai biết Nói đến đây Phật bảo Cũng vì câu nói vị bán đó Cho nên hôm nay Ta bị quả báo cô Chinh cha Đụng bụng nói xấu ta Chính vì không hiểu thấu giáo lý nhân quả Nên có người mới quy y dài ngày Vàng vái cầu xin đủ thứ nào là cầu cho được bình an mạnh khỏe sống lâu mua may bán đắt phát đạt giàu sang nhưng không được như ý lại gặp toàn chuyện chẳng may liền sanh tâm phiền trách phật không linh gặp tà thuyết của tà giáo dùng bùa chú mê hoặc hay tung tiền ra mua chuột dụ dỗ bỏ đạo liền hạng người như thế không hiểu gì về lý nhân quả thời không bao giờ tồn tại trong giáo pháp phật đà có ba góc độ người ta thường bỏ đạo đó là tình cảm, tiền của và thiếu sự hiểu biết nhận định đâu là chánh tà. Người chẳng có lòng trung hậu, thế gian không xài, nói chi là Phật Thánh. Họ đến với đạo mục đích câu danh lợi, tình tiền. Nếu không được, lại sanh tâm hủy bán tam bảo. Thử hỏi, còn ai họ chưa? Kẻ đó phải xa vào đường dữ. Kinh Tạp Bảo Tạng nói, Phước nghiệp tự ta tạo Chẳng phải nhờ cúng thần mà được Phải biết tất cả phước lành Đều do giữ giới cúng dường bố thí mà thành Chứ chẳng phải cúng cầu mà được Trong khế kinh Phật dạy Người không có chánh kiến Giống như lấy cát nấu muốn cho thành cơm Chuyện đó không bao giờ có Uổng công vô ích Là Phật tử mà không tin lời Phật dạy Lại tin những thuyết vu vơ Về ngày giờ năm tháng thì không đúng chánh pháp chút nào. Chưa hết, lại có khi vợ chồng bất hòa không biết tỏ cùng ai, liền tìm đến thầy. Họ nói nào là kỵ tuổi, khắc khẩu. Chuyện đã xấu lại thêm bị thầy bói hù dọa, làm cho gia đạo càng rắc rối thêm, bởi ma lực mê tín ám ảnh. Hết đổ thừa cung mạng, tuổi tác, đến nhà cửa, ca rang, ông táo. Không còn gì để nói nữa, có nước đánh lộn ly dị là xong tại sao mình không dám chấp nhận lỗi để sửa đổi lại đổ thừa đủ thứ chuyện ôi mê tính đến nước đó thì không còn gì để nói thí dụ mình lựa ngày giờ tốt nhưng khi ra đường gặp chuyện rắc rối mà không nhịn người ta thì thử hỏi có tốt được không trong nhà trên dưới nếu biết nhường nhịn thông cảm tha thứ những lỗi lầm cho nhau thì không cần coi bói gia đạo vẫn được bình an. Tại sao chúng ta phải hòa? Vì mỗi người đều có cái hay khác nhau, khi hữu sự mời người ta mới hoan hỷ giúp mình, ngược lại căng thẳng khi cần ai mà giúp. Nên người xưa nói, bàn tay năm ngón ngắn dài khác nhau, nhưng đều sử dụng được cả. Đồng có anh, tay có em, đồng lòng đoàn kết thì làm việc gì cũng xong. Nên có câu quà nhau của chất đầy kho gầy nhau chén bát nồi ơ tan tành thuận nhau ăn đủ mặt lành nghịch nhau bụng đói thân trần nghêu ngao từ chỗ hòa thuận đó nó đem lại tài lộc làm cho gia đình được hạnh phúc cần gì phải đi coi bói đa số thầy bói họ nói chung chung năm nay không được tốt nếu có phước thì qua không phước bị nạn như thế mình ráng lo làm phước không tốt hơn là đi xe mối toán. Kinh Dược Sư dạy, tình các thầy tà ma ngoại đạo yêu nghiệp thế gian, nó nhảm quả phúc, sanh ra sợ hãi, tâm chẳng được an. Xe bói thấy xấu, giết nhiều chúng sanh, khẩn giải thánh thần, cầu ma quỷ lên ban cho hạnh phúc. Muốn sống lâu thêm, vẫn không thể được. Ngù si mê hoặc, mê tính tà kiến, thành ra chết uổng, đọa vào địa ngục không có ngày ra. Qua lời Phật dạy chúng ta thấy, gieo nhân gì thì hưởng quả nấy, chớ thiên thần ông bà ai lại gia hại con cháu. Có nhiều người nói nhờ cúng tế văn vái mới hết bệnh, làm ăn phát đạt. Đó chẳng qua là duyên trùng hợp, nếu nói cúng cầu được thì chẳng cần tu và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa gieo giống đắng quả đắng nhân ác tránh được chăng làm ác chịu tội khổ tu thiện hưởng phước lành kinh pháp cú chúng ta xem kinh thấy rõ chuyện ngài một kiền liên có đầy đủ lục thông mà còn bị bọn ngoại đạo thuê người đánh chết là vì trong quá khứ nghe lời vợ đánh đập cha mẹ như thế chúng ta đủ biết nghiệp người nào nấy trả không ai có quyền ngăn cản được khi nó đã đến cho dù đó là Phật, Thánh cũng không ngoại lệ. Như chuyện cô kỹ nữ chinh cha độn bụng vu oan nói Phật ăn ở với cô có thai. Khi mọi người phát hiện ra việc đó là giả, ai cũng phiên trách cô đủ điều. Nhưng đối với Đức Phật, Ngài thấu suốt luật nhân quả, nên bình thản kể cho tứ chúng nghe câu chuyện tiền kiếp Ngài làm vua. Muốn quá giải oan trái hận thù Phật dạy Phải thường khởi lòng từ tha thứ hoàn toàn Đối với những ai đã từng làm mình khổ Và không nên thấy lỗi người Hằng nhận lỗi mình Thấu suốt nhân quả Ăn năn sám hối lo tu sửa Xem kẻ thù như Phật trời cha mẹ Thời sẽ diệt trừ hết ác nghiệp Mau thành Phật quả Kẻ thù càng muốn ta hư Thắng thù ta cố nên người đức cao ngàn xưa cho đến ngàn sau tình thương ngăn được máu đào mà thôi ta đã được an tịnh không có oán già hờn giữa những người oán hờn ta sống không oán hờn kinh pháp cú bởi không nghe lời phật dạy nên có nhiều người ăn chay mấy chục năm mà phiền não vẫn còn mỗi khi gặp nghịch cảnh đến liền sân si bực tức la lối người như thế Phật cho là yếu kém không bao giờ đạt đến quả gì giải thoát nên ngài nói trì trai khổ hạnh không thể bì kịp người tu hạnh nhẫn các con phải ghi nhớ không nên làm nặng lòng ai hết chớ coi họ tốt hay xấu mà hãy xem đạo hạnh của mình có dạng toàn hay chưa và bền chịu sự nhẫn nhục Xuyên học kinh nghe pháp giữ gìn giới luật của bậc thánh như thế, người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn, mau tiến tới Niết Bàn. Kệ rằng, người con Phật hãy dình hạnh nhẫn, chớ chứa hờn chứa giữ ích chi, phận tu trì tay gác mặt lì, chịu cay đắng tu hành mới giỏi. Hay là, người tu giả dại giả, giả câm, giả đôi giả điếc để tầm đạo cao, mấy lời phân tỏ âm hao ráng tu đem được Phật giàu trong tâm. Xưa Phật dạy đệ tử, các con phải lấy giới luật làm thầy, thực hành bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc trí huệ, phá tan bóng tối vô minh tà kiến. Đó mới thật là chánh nhân tu hành đúng mục tiêu giải thoát của Phật. Nếu khởi tâm niệm sai lầm, lạc vào đường tà, cho dù có cố gắng tu cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Kinh Đại Bác Niết Bàn, Phật dạy Người có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì dễ tăng trưởng vô minh mờ ám. Người hiểu giáo lý mà không có lòng tin thì dễ tăng trưởng tà kiến. Cho nên, lòng tin và hiểu biết phải đi đôi mới là cội gốc tu hành. Vùng gươm huệ cắt màn si ám, rải mưa bi dập đám lửa phiền. Pháp thân nương bát nhã thuyền, niết bàn giải thoát bình yên lên bờ. Tại sao Đức Phật không cho chúng ta tin theo tà giáo? Vì nó không mang tính chất từ bi hỷ xã. Bởi thế Phật tử đã quy y Phật rồi không quy y quỷ thần vì quỷ thần không phải là thánh nhân chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử thì làm sao đưa chúng ta đến chỗ an lạc giải thoát trái lại họ dẫn ta đến chỗ hầm hố tội lỗi thế mà có nhiều người tin bướng nghe càng thờ cúng đủ thứ khi nhìn vào không biết họ là đạo nào theo nguyên tắc bàn thờ phật phải đặt chính giữa nhà bàn thờ ông bà để một bên nếu nhà có lầu nên thờ Phật tầng trên bàn thờ chỉ thờ Phật thích ca di Lặc nếu ai tu tịnh độ thì thờ Phật a di đà quan âm thế chí ngoài ra không nên thờ thần chung với bàn Phật nếu nhà chật hẹp làm bàn thờ tam cấp trên thờ Phật kế ông bà dưới để đồ cúng kiến nên nhớ bàn thờ Phật phải cho trang nghiêm không được để tạp vật nào khác ngoài bình bông, lư hương, chân đèn, chuông. Mỗi ngày cần lau quét cho sạch. Phật tử quy y Pháp rồi, không quy y kinh điển tà giáo. Bởi vì kinh điển tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát. Nó đưa chúng ta đến chỗ lầm đường lạc lối. Thế mà có nhiều người kinh Phật không đọc, lại xem những sách nhảm nhí vô ích. Thậm chí kinh luật đụng đau bỏ đó để cho mấy em bé bứt xé thật đáng tiếc xem chuyện tiền thân phật ngài dám hy sinh thân mạng để cầu một bài kệ mình là con phật lại xem thường giáo lý của ngài hay sao kinh địa tạng nói người nào thấy kinh sách hư rách sửa lại để chỗ trang nghiêm công đức vô lượng kinh nhân quả nói tay nhờ cầm kinh và để chỗ dơ bẩn mắc báo làm con trùng trong nhà xí vì thế chúng ta phải quý trọng kinh điển như kính trọng phật dạy phật tử quy y tăng không quy y thầy tà bạn ác vì thầy tà bạn ác dẫn dắt ta đến chỗ tối tâm sa đọa là phật tử đã quy y tam bảo rồi mà không dân lời phật dạy là đã biến mình thành kẻ tà đạo tà đạo không có nghĩa là đạo khác mà những ai không nghe lời Phật dạy, thờ cúng phi pháp, lại tin bướng nghe càng làm điều trái ngược. Phật nói, người đó là tà đạo. Mê tín không đem đến cho ta lợi ích gì cả, nó chỉ đem lại những sự băn khoăn, lo âu, nuối tiếc và sợ hãi, khiến cho tâm trí bất an, làm chướng ngại sự sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta. Tiền mất tật mang, lại bị người trí chê cười. Theo Kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy Người không tà kiến, thời thành tựu được 10 công đức sau đây một Được ý vui chân thiện, bậu bạn chân thiện 2. Tình sâu lý nhân quả, thà bỏ thân mạng, chớ không làm ác 3. Chỉ quy y Phật, không quy y thiên thần và ngoại đạo 4. Trực tâm chánh kiến, xa hẳn các sự ngờ vực kiết hung. Năm, thường sanh nhân thiên không xa đường dữ. Sáu, vô lượng phước huệ thường tăng lên mãi. Bảy, dứt hẳn đường tà chân tu đạo chánh. Tám, không lòng chấp ngã bỏ hết ác nghiệp. Chín, kiến giải vô ngại. Mười, chẳng bị các tai nạn đó là mười công đức. Nếu ai hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, chứng được tất cả Phật Pháp thành tựu thần thông tự tại. Ngược lại trong Kinh Niết Bàn nói, nếu người nào si mê tà kiến, hiện tại tâm trí bất an, mê mờ làm điều tà vậy, não hại sinh linh, khi quả thành tựu sẽ đọa vào địa ngục. Ra khỏi địa ngục, thọ thân xuất sanh làm heo, bò, kiến, mối. Nếu được làm người, sanh vào nhà tà kiến, đuôi điếc câm ngọng, tàn tật, tâm trí u mê, thường mang ách nạn ưu sầu vào thân. Phật đã ân cần chỉ rõ tai hại của tà kiến. Chúng ta lẽ nào chẳng sợ hãi, không từ bỏ nó hay sao? Sở dĩ con người khổ đau, tổn giảm tuổi thọ, xa đọa là do không giữ giới. Trong tạng luận, Phật nói: Bị đọa vào cảnh địa ngục, ngạ quỷ xúc sanh chuyên chở nặng nhọc, chưa phải là khổ lắm. Cái khổ nhất là người si mê tà kiến, không có trí tuệ phân biệt đâu là chánh tà, nên mãi đắm chìm trong bóng tối vô minh, tạo ra nhiều ác nghiệp, để rồi xuống lên trong ba cõi sáu đường, dây trả bất tận, khổ não triền miên. Đó mới thật là khổ. Cổ đức cũng khuyên Ác thứ mười đoạn chót si mê Nguyên tâm tối từ thời vô thủy Màng vô minh che mờ căng trí Nên thường khi nhẫn ngụy làm chân Lo huyễn thân vật chất kém hơn Chẳng tìm biết tinh thần đạo đức Dệt lưới nghi đeo điều phiền phức Bịnh rịnh đời khổ cực tan thương Khi nói làm ít chịu suy lường mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Việc si mê phải nương thuyền giác, môn việc làm chánh trực khôn ngoan. Đừng bả đâu tinh bướng nghe càng, làm ngô muội đọa thân uổng kiếp. Ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chơn Phật tiếp dẫn cho. Trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Tóm lại, người nào biết quay về tam bảo, thân cận thiền tri thức, tu hành bát nhã, thực hành thiền định, phát sanh trí huệ, diệt trừ vô minh tà kiến, thấy biết chân chánh, hiểu rõ nhân quả, nên không tạo tội, gieo nhiều phước lành, thẳng tiến trên con đường giải thoát. Đúng như lời Phật nói, thỏa quá khứ có Phật nhiên đăng ra đời, tứ chúng thời đó nhờ quy y tam bảo có chánh kiến nên đều thành phật hết trong kinh đế thích sở vấn nói nếu người nào phát tâm quy y tam bảo người ấy hưởng được phước báo an vui yên ổn lớn bởi vì oai đức tam bảo thường bảo hộ chúng sanh sự lợi ích của quy y tam bảo to lớn như thế vậy mà có nhiều người nhờ căn lành đời trước nên gặp được thiện hữu tri thức khuyến khích quy y tam bảo họ trả lời rằng Quy y tam bảo mà không làm theo lời Phật dạy, tội còn hơn là không quy y. Mới nghe qua thấy có lý, nhưng cũng nên xét lại. Cho dù chúng ta có quy y tam bảo thọ trì ngũ giới hay không, nếu gây tạo thập ác, vẫn bị quả báo như thường. Ví dụ như có một người thì quy y tam bảo thọ trì ngũ giới, còn người kia thì không quy y tam bảo thọ trì ngũ giới. Cả hai đều phạm tội giết người cướp của khi đưa ra tòa án xét xử, cả hai đều lãnh mức án như nhau. Nhưng người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, nếu lỡ phạm giới, họ biết đó là sai trái, tội lỗi, ăn năn sám hối. Còn người không biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, gây tạo tội lỗi mà không biết đó là tội lỗi, lại còn cho thế là đúng, nên họ càng lún sâu vào con đường tội ác. Người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, thập thiện cho dù họ không giữ được trọn vẹn nhưng ít ra họ cũng giữ được một hai giới còn hơn là không giữ được giới nào hơn nữa cho dù họ có gây tạo ác nghiệp bị đọa đi chăng nữa nhưng căn lành quy y tam bảo đó không mất khi trả hết ác nghiệp sẽ gặp được chư phật và bồ tát cứu độ cho họ thoát khỏi cảnh khổ đau vì vậy chúng ta hãy giống mạnh phát tâm quy y tam bảo thọ tri ngũ giới thập thiện không có gì phải bận tâm lo sợ muốn khỏi bị lợi danh xiềng xích trói buộc thân tâm thanh tịnh an vui chúng ta hãy xem qua mẫu chuyện trong kinh tăng chi chuyện kể thuở và còn tại thế có vị hoàng tử tên là bạc đề xuất gia tu học trong giáo pháp của đức thế tôn một hôm đang hành thiền Ngài thấy rõ sự ích lợi của đời sống phạm hạnh, liền thốt lên. Hạnh phúc thay, hạnh phúc thay. Khi đó có một vị tỳ kheo ngồi thiền gần bên nghe thế. Hôm sau đem chuyện đó trình lên Phật. Ngài cho gọi bạc đề đến hỏi nguyên do. Bạch Thế Tôn, sở dĩ con thốt lên lời ấy là vì trong khi con làm hoàng tử, lúc nào cũng phập phòng lo sợ người khác tranh giành ngai vàng hãm hại làm cho thân tâm luôn bất an. Kể từ khi xuất gia, chỉ có tam y nhất bác, không có gì dướng bận. Nhờ thấy nội tâm rất an lạc, nên con mới thốt lên câu hạnh phúc thay là vậy. Phật quay sang bảo, Chưa tỳ kheo, hãy noi gương hạnh ấy, xa lìa ngũ dục, sống đời tri túc, an bận lạc đạo, mới được tự tại giải thoát an vui. Qua chuyện trên để cho chúng ta thấy Hạnh phúc ở đây không phải là một danh vọng vật chất Mà đòi hỏi mình có biết đủ hay không Nếu chẳng biết đủ Dù làm vua cõi người Làm chúa cõi trời Cũng chưa vừa ý Trong kinh A Hàm kể Tiền thân Phật là vua đảnh sanh Làm chuyển luân thánh vương cai quản bốn châu thiên hạ Còn không vừa lòng Lên trời để thích chia cho nửa tòa ngồi Vẫn chưa xứng ý tỉnh chiếm luôn cung trời. Vì quá gian tham nên mất hết phước, rớt xuống nhân gian, âu sầu mà chết. Phật nhắc chuyện ấy để cảnh giác những ai túi tham không đáy, hãy cảnh tỉnh lấy mình. Ở đời người ta thường quan niệm, nghèo là khổ. Nếu nghĩ như thế, tại sao Phật rời bỏ hoàn thành vào rừng tu khổ hạnh? Đến khi đắc đạo dưới cội cây bồ đề, tam y nhất bát nay đầy mày đó chẳng quản gian lao không từ khổ nhọc du hành khắp nơi giáo hóa chúng sanh trước lúc nhập niết bàn nơi rừng cây xa la ngài nói chưa có ông vua hay vị trời nào hạnh phúc an lạc như ta cho nên hạnh phúc hay khổ đau đủ thiếu ở đây không phải danh vọng vật chất mà điều quan trọng là chúng ta sống làm sao cho phù hợp lẽ đạo thanh cao cho dù nhà tranh am cốc đơn sơ, cơm rau đạm bạc, vẫn thấy an nhàn lạc đạo. Kinh tội nghiệp báo ứng địa ngục nói Thổ Phật còn trụ thế Một hôm Ngài tính tướng Bồ Tát Du hành cảnh giới địa ngục Thấy có nhiều chúng sanh bị quỷ sứ Nó đổ nước đồng sôi vào miệng Cho ăn hoàng sắc nóng Khổ bức toàn thân Hoàng oại rên la chết đi sống lại hành tội liên miên chứng kiến thảm cảnh đó ngài về hỏi phật bạch đức thế tôn do ác nghiệp gì mà họ lãnh thọ ác báo như vậy phật bảo lúc làm người ở trên dương thế chúng thường đem lời đâm thọc xuyên tạc phá hoại sự hòa hợp của người ta cho nên mắc phải quả báo như thế nhân đó phật dạy chúng các con hãy giữ gìn lời nói luôn luôn trong sạch, cho tâm ý trở nên thanh bạch, đừng làm một việc gì sái quấy. Giữ ba điều ấy là lời dạy của chư Phật để tu tiến đến quả vị giải thoát an vui. Hiện nhân kệ rằng, lời nói dễ phá hòa ra nghịch, lời nói thường giết chết được người, cho nên tất cả mọi người trước khi nói phải lựa lời cho thanh nói tổn đức, nói sanh thù oán, nói chia lìa, nói tiếng chay chua, thì là nhất định phải chừa, dù ai cậy lưỡi, không thưa thốt lời. Con đường a tu la Phật dạy, nếu người nào tánh khí hung hăng, thích đấu tranh hơn thua, trong giờ phút lâm chung đấu tranh đấm đá sát phạt ra sao Nó lần lượt hiện ra hết Qua diễn tiến đó Nó hiện ra cảnh giới Atula Là thần chiến đấu hàng ngày đánh lộn với nhau Là lối gian dội cả núi tu di Tầm như thế nào Sanh vào cảnh giới như thế đó Thích đấu tranh đấm đá Thì sanh vào cảnh đấu tranh Đó là định luật nhân quả Thế nào là sống trong hiện tại? Thổ Phật còn trụ thế Tại tu viện cấp cô độc Có một sư tên là Thê Ra Sư ít nói chuyện với ai Đi đâu cũng đi một mình Làm gì cũng là một mình Đại đức Thê Ra không làm Phật lòng ai Cũng không chạm vào giới điều nào Mọi người đặt tên cho sư là Người sống một mình Đại đức Svatika Đem chuyện này trình lên Phật Hôm sau trong giờ pháp thoại phật cho gọi sư thê ra đến hỏi sư là người ưa sống một mình và làm cái gì cũng ưa làm một mình có phải vậy không bạch đức thế tôn đúng như vậy thế tôn thường dạy người khất sĩ nên biết sống độc cư quay lại đại chúng phật dạy này các vị khất sĩ thế nào là người thật sự biết sống một mình người biết sống một mình là người biết an trú trong chánh niệm người ấy ý thức được những gì đang xảy ra trong cơ thể trong cảm giác trong tâm ý và những đối tượng của tâm ý người ấy biết quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại không tìm về quá khứ không tưởng tới tương lai vì quá khứ đã đi qua còn tương lai thì chưa tới sự sống chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại nếu ta bỏ giờ phút hiện tại là ta đã đánh mất sự sống này các vị thế nào là tìm về quá khứ tìm về quá khứ ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trên những đợt sống tư duy trong quá khứ hình thể ta từng là như thế đó cảm thọ ta từng là như thế đó địa vị của ta từng là như thế đó Ta từng bị khổ đau như thế đó Phát khởi lên những tư duy như thế Và bị ràng buộc bởi những gì thuộc về quá khứ Đó là tìm về quá khứ Này các vị Thế nào là tưởng tới tương lai? Tưởng tới tương lai Ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trong tương lai Trôi dạt trong tương lai Trên những đợt sống tư duy Lo sợ hoặc mơ tưởng trong tương lai, hình thế ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó? Cảm thọ ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó? Ta sẽ được hạnh phúc như thế đó hay sẽ bị khổ đau như thế đó? Phát khởi lên những tư duy như thế và bị ràng buộc bởi những mơ ước hoặc lo sợ về tương lai. Đó là tưởng tới tương lai. Này các vị, chánh niệm giúp ta trở lại hiện tại tiếp xúc với hiện tại và quán chiếu sự sống trong hiện tại đừng để những đam mê và sầu khổ trong hiện tại ràng buộc các vị phải thực hiện chánh niệm trong từng giây từng phút trong đời sống hàng ngày đó là phương cách nuôi dưỡng định lực hay nhất một khi định lực đã vững mạnh thì cái thấy của người ấy sẽ sáng suốt người ấy biết mình đang làm gì nhờ có chánh niệm tỉnh thức làm việc gì biết rõ việc đó người ấy có thể tránh được những ý nghĩ lời nói và động tác có thể gây nên khổ đau cho mình và cho kẻ khác người nào biết sống có ý tứ khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi khi nói khi cười khi làm việc thì trong đời sống hàng ngày người ấy tránh được những ý nghĩ lời nói và những động tác có thể gây nên sự đổ vỡ và làm cho kẻ khác phiền lòng người biết sống tỉnh thức người ấy ít phạm lỗi lầm sống tỉnh thức là sống trong giờ phút hiện tại để biết được những gì đang xảy ra trong bản thân và hoàn cảnh chung quanh mình sống tinh cần như thế ta có thể hiểu biết được bản thân và hoàn cảnh của ta một cách sâu sắc nhờ có sự hiểu biết ta mới có tình thương yêu khi mọi loài hiểu biết nhau chấp nhận nhau tha thứ nhau và thương yêu nhau thì cuộc đời sẽ không còn nhiều khổ đau chánh niệm là ngọn đèn phá tan bóng tối làm cho mặt trời trí huệ mọc lên xua tan bóng đêm vô minh sự kỳ diệu của chánh niệm sẽ làm cho thân tâm ta được định tĩnh an vui muốn có hạnh phúc thật sự các vị phải luôn luôn giữ chánh niệm vì nhân an lạc thì quả an lạc này các vị khất sĩ người biết sống một mình là người biết an trú trong hiện tại dù người ấy đang ngồi giữa đám đông còn người nào cho dù ngồi một mình giữa rừng sâu mà không có chánh niệm để cho những con ma quá khứ và tương lai lôi cuốn ám ảnh thì người ấy vẫn không phải là người biết sống một mình rồi phật đọc kệ đừng tìm về quá khứ đừng tưởng tới tương lai quá khứ đã không còn tương lai lại chưa tới hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi phải tinh tấn hôm nay kẻo ngày mai không kịp cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì mâu ni gọi là người biết sống một mình đọc xong bài kệ phật cảm ơn sư thê ra người không trực tiếp khen hay chê nhưng chắc chắn đại chúng thật sự hiểu biết được ý Phật. Lại một hôm khác, thầy tôi kể tiếp một câu chuyện nữa, chuyện đó như thế này. Nhân ngày rằm, có một cô Phật tử đến tịnh xá, vừa lại Phật vừa khóc nức nở. Thầy tôi đến hỏi: "Cô ơi, tại sao cô khóc như thế?" Thưa sư Chồng con lấy tiền rồi bỏ đi theo vợ bé Còn khổ quá Muốn tự tử chết khuất cho rồi Cô ơi Cô có con cái gì không Và chồng cô lấy tiền đi theo vợ bé Còn chưa lại cho cô đồng nào không Còn có hai đứa con trai Chồng con lấy đi 10 triệu Để lại cho con hai 20 triệu Tôi hỏi cô Hai đứa con và hai 20 triệu còn lại So với chồng cô và số tiền 10 triệu mà anh ta đem đi cái nào quý hơn hai đứa con của con và nhà cửa tiền bạc còn lại quý hơn chồng con và 10 triệu kia làm sao mà bằng được cô thấy không cô còn lại hai đứa con và nhà cửa của cái tiền bạc như thế tại sao cô không sống để nuôi con mà lại đòi tử tử chết đi còn con của cô để lại cho ai nuôi Nhờ sư giảng giải con mới thấy rõ mình dại dột quá Nếu không chắc con chết mất Đội ơn sư còn làm phiền sư quá Mong sư quan hỷ cho Có những chuyện mà không cần giải thích Chỉ hỏi cho người ta thấy được những điều sai của họ Thì tự nhiên họ tỉnh ra Người ta thường tả cảnh những vạt dầu sôi Ở âm phủ thấy phát khiếp sợ Nhưng có tả cảnh những vạt dầu sôi thê thảm đang nùng nấu những người quá ưu tư lo lắng âu sầu ở thế gian này. Tâm ta là một cõi riêng, nó là địa ngục cảnh tiên trên đời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đầy. Milton Muốn hết khổ, trong kinh di giáo Phật dạy, trì túc thường lạc, nghĩa là người biết đủ dù sống ở môi trường hay hoàn cảnh nào cũng được an vui xưa kia đức phật còn trụ thế đời sống của ngài rất đơn giản tam y nhất bác hàng ngày ôm bình bác đi khất thực thường sống ở núi rừng không bận tâm đến sự ăn mặc chỗ ở ngủ nghỉ cho nên nội tâm rất an lạc còn chúng ta khổ là do lòng tham không biết đủ muốn cho thân tâm an lạc Quý Phật tử nên cầu trời Phật cho mình đủ cơm no áo ấm trong ngày mà thôi. Nếu lỡ làm ăn thất bại, đi xin cơm ăn như đức Phật, rồi tinh tấn tu hành, có gì mà lo sợ làm chi cho héo mòn thân thể. Có gì mà lo sợ làm chi cho héo mòn thân thể. Trong luận Bảo Dương Tam Muội nói, lấy sự tác nghịch làm sự tác thành. Chính cái khổ đau cùng cực đó đã cho chúng ta thấy rõ thân mạng là vô thường, dạng vật đều giả tạm. Phát tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thoát khỏi cảnh luân hồi sinh tử khổ đau. Xưa thiền sư Vạn hạnh giác ngộ được lẽ vô thường, Ngài làm bài thơ. Thần như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh diệt đời, thịnh suy như hạt xương rơi đầu cành. Ngài nói thân này giống như điện, như bóng, có rồi không? Cây cối mùa xuân thì tươi tốt xum xuê, đến mùa thu thì héo tàn. Mặc tình cho việc hưng thịnh hay suy vi, Ngài không có vui buồn kinh sợ. Việc thịnh suy đối với Ngài như hạt xương trên đầu ngọn cỏ, nắng lên là tan hết. Thần như lằn chớp, xẹt qua rồi mất. Do thấy như vậy nên ngày an nhiên tự tại trong cuộc sống. Tóm lại, trong kinh Chánh Niệm xứ nói, người nào chẳng nói lời hai lưỡi thì không có chuyện rắc rối. Từ trong gia đình, dòng họ cho đến bà con lối xóm, bạn bè, kẻ xa người gần đều kính mến. Người đó đi đến đâu cũng được tiếp đón tử tế dù gặp chuyện khó khăn thế nào vẫn dàn xếp được dễ dàng lại hưởng được phước lành thân tâm an lạc quyến thuộc trên thuận dưới hòa lòng tin kiên cố không ai phá hoại được lại chẳng xa đường dữ đời đời sanh ra được gặp thầy lành bạn tốt tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận tiện cho mình tiến tu cho đến ngày thành công đắc đạo trong kinh thập thiện phật dạy nếu ai xa lìa nghiệp hai lưỡi thời thành tựu năm pháp không thể phá hoại một được thân bất hoại không ai hại được hai được bà con bất hoại không ai hại được ba được lòng tin bất hoại bốn được pháp hành bất hoại chỗ tu hành kiên cố năm được thiện trí thức bất hoại không dối lừa nhau nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được quyến thuộc chân chính, tà ma ngoại đạo không thể phá hoại. Ngược lại, Kinh Thành Thật nói, nếu ai đem lòng ác, suối người gây gỗ, đánh lộn, mắc tội rất nặng, đời đời gặp toàn quyến thuộc hung dữ, sát phạt lẫn nhau, lại bị người ngoài chăm chích phá hoại, làm cho gia đình dòng họ chịu cảnh chia ly. Kinh chuyển luân ngũ đạo, Phật dạy. Làm người hay nói lời đâm thọc, tuyên truyền điều xấu của người. Chết đọa địa ngục, bị quỷ sứ, rót nước đồng sôi vào miệng, rồi cắt lưỡi. Mãng kiếp địa ngục, xanh là ác điểu. Người nghe thấy tiếng kêu, ai cũng ghê sợ, tru rủa cho nó chết. Khi được làm người, tâm thường tán loạn, lại bị kẻ khinh người hại, khổ não triền miên. Thằng ôi, nghe lời Phật dạy, chúng ta phải biết sợ hãi, hổ thẹn, tinh tấn tu hành, cầu xin sám hối, tẩy trừ tội lỗi. Cổ Đức than rằng, ác nơi khẩu thứ năm lưỡng thiệt, với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây, khá chừa đi hương đảng bớt rầy, dùng sự thật giải bày tâm trí. Người choảng nhau tại mình gia vị, mà cũng không hưởng được lợi danh sao rõ ra chúng lại ghét ganh chiêu cảm quả bớt lành thêm nữa phật dạy phàm khi nói phải hội đủ bốn yếu tố một lời nói phải đúng sự thật có nghĩa là mắt thấy tai nghe phải hội đủ các chứng cớ mới nên nói nhưng nếu nói ra làm hại người cùng vật Thì không nên nói Như chuyện tiền thân Đức Phật là thầy tỳ kheo Một hôm đang ngồi thiền bên bờ suối Bỗng thấy con nai chạy ngang Người thợ săn đuổi theo gặp thầy Liền hỏi Thầy có thấy con nai chạy ngang qua đây không? Thầy nghĩ nếu mình nói không có Thì phạm giới nói dối Còn như nói có Thì gián tiếp chỉ cho người thợ săn giết chết con nai thầy chợt nghĩ ra ý hay liền đứng lên trả lời từ lúc tôi đứng lên chẳng thấy chi hết người có trí đối diện với thực tế cho dù có khó khăn đến đâu cũng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa tốt đẹp đem lại lợi ích cho chúng sanh mà không phạm giới hư vọng hai lời nói phải hợp thời Người có trí biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Điển hình như nhắc lỗi ai mà người nghe đang mệt mỏi, buồn phiền nóng giận, bệnh quạng hay giữa đám đông, khoan nói, đợi cho họ mạnh khỏe, vui vẻ mới nên nói. Nhưng chớ có xây dựng bằng những lời nói quá thô tháo trắng trợn, làm tổn thương danh dự người ta, mà phải hết sức tế nhị, khéo léo. Thí dụ, Nhà bên cạnh cao hơn nhà mình Họ thường xả rác xuống Khi đó không nên tức giận la mắng Mà chỉ nên nói với chủ nhà Anh chị thông cảm Bảo mấy cháu nhỏ bỏ rác có chỗ Để nó không biết Xả xuống nhà tôi giờ quá Nếu họ không sửa đổi Mình nhờ người có uy tín quen biết với họ Khuyên dùm Ông bà ta thường nói Bà con xa không bằng láng giềng gần khi hữu sự tối lửa tắt đèn có nhau đừng vì một chút không đáng mà làm mất lòng đôi bên thì không nên hoặc người vợ thấy ông chồng lôi thôi khi đó chỉ cần đem hình ảnh gia đình nào đó gần bên thường xảy ra xung đột nhờ chồng giải thích tại sao họ bất hòa tranh cãi đánh đập lẫn nhau bản chất con người thích làm thầy đời anh ta nghe thế khoái chí nói ông chồng kia thì thô lỗ ăn nhậu bồ bịch lôi thôi, còn bà vợ lại lười biếng ăn xài phung phí, nói dai, không quán xuyến công việc nhà. Khi đó chỉ cần nói, nhờ sự hiểu biết sáng suốt, đức độ của anh nên gia đình mình được yên vui. Nếu sau này ông chồng có làm điều gì sai, chỉ cần nhắc lại là đủ. Không riêng chuyện vợ chồng, mà bất cứ trường hợp nào cũng nên đem phương pháp này ra áp dụng đều có kết quả tốt đẹp đó là một nghệ thuật cảm hóa người khác mà họ không biết tưởng dường như mình mới phát minh ra những sáng kiến mới có người hỏi bố thí như thế nào đúng pháp phi pháp và tu huệ ra sao trong thế kinh phật dạy bố thí đúng pháp là cho cơm gạo mùng mền chiếu gối quần áo thuốc men chỗ ở dân dân đó là bố thí đúng pháp bố thí phi pháp là cho rượu thuốc độc bẫy rập câu lưỡi dao mát cung tên sinh mạng các loài vật đồ âm nhạc nữ sắc vân vân những thứ não hại chúng sanh thì không nên cho muốn tu trí huệ kinh di giáo dạy phải chuyên học hỏi, tinh tấn giữ giới. Nhân giới mới sanh các thiền định và trí huệ. Nếu năng trì tịnh giới thì được các pháp lành. Bằng không tịnh giới, các thiền công đức không thể phát sanh. Vậy phải biết, giới là chỗ yên ổn công đức thứ nhất. Phật dạy, trong các thí, pháp thí là bố thí bất tử. Phước ấy cao thượng hơn hết trong các phước điền thật đúng như lời phật nói nhờ học giáo lý mình mới biết cách tu hành rồi truyền cho người khác đồng tu cho đến ngày thoát dòng sanh tử nên ngài nói chúng sanh nào muốn cho thân tâm an lạc thì phải học giáo pháp vì pháp có công năng diệt trừ ưu não cấu uế và duy trì tình thương yêu đoàn kết từ đó sanh ra phước lộc làm lợi ích cho mình và mọi người nhưng ít ai nghĩ đến cứ mãi đam mê ra vào chốn lợi danh. Có lúc xem kinh được vài câu, liền sanh tâm ngao ngán bỏ qua. Thậm chí có người cả đời chưa xem được chữ nào. Chính vì xem thường là Phật dạy, nên từ trong gia đình đến xã hội, xảy ra lắm cảnh thảm hòa thương tâm, thiếu đạo đức là cửa ngõ đưa đến bại vong. Để tránh những tai hại đó, quý vị nên cố gắng xem kinh nghe Pháp và truyền trao cho người xung quanh để họ biết cách tu hành quá giải ác nghiệp. Nhờ phước đức đó, nghiệp của mình cũng được nhẹ theo. Thế nên tôi xin khuyên quý vị, khi có kinh sách hoặc băng giảng nên cho người khác xem nghe. Nếu không, để lâu cũng hư mà không sanh được phước, lại thêm kiếp sau phải bị quả báo dốt nát. Như chuyện Ngài bàn đặt, Phật dạy chỉ có hai chữ chổi quét mà Ngài không nhớ cũng do dấu pháp mà ra. Giả lại vô thường đâu có định ngày. Nếu cứ mãi chất chứa, dầu cho có kho vàng núi bạc, Hoàng quyền vua chúa cùng phi mỹ nữ, giờ đẹp con ngoan, khi nhắm mắt xuôi tay chẳng mang theo được gì ngoài hai chữ tội và phước. Ôi, tham tất cả, rồi cũng mất tất cả. Các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, ân ái như giấc mộng gặp gỡ sẽ chia ly, giàu sang danh vọng vẫn đau khổ. Chỉ có niết bàn dứt hẳn sinh tử, không còn tai ương, đó mới là an lạc. Như hồ nước rộng sâu, trong lặng sáng một màu, người trí huệ nghe đạo, tâm thanh tịnh hết sầu. Tâm vọng tưởng dừng nghỉ, ngôn hành cũng lặng yên, theo chánh đạo giải thoát về diệt độ an nhiên kinh pháp cứu thí dụ ba lời nói phải cẩn thận nghĩa là khi nói ra phải đo lường tác dụng của nó tốt hay xấu phía sau có di họa gì không nhiều người tuy không trực tiếp lấy dao cầm súng đâm chém bắn giết người khác nhưng họ lại đã kích nhau bằng những binh khí miệng lưỡi còn lợi hại hơn cung tên giáo mát ở đời có nhiều người ăn nói độc địa làm cho người nghe giống như bị ngộ độc tuổi nhục mà chết chúng ta nhìn cuộc sống chung quanh hay nghe đài xem báo thấy có nhiều câu chuyện không đáng nhưng lại đưa đến chết người như báo đăng tin có bà nội nghi đứa cháu lấy tiền liền chửi mắng nàng dâu mày đừng có dạy con tham lam giống dòng bên họ ngoại của nó. cô còn giàu quá tức giận đe đứa con xuống đánh một hồi, lỡ tay làm đứa con bị chết. kết quả người mẹ vô tù ngồi, còn bà nội thì hối hận suốt đời. trong xã hội có vô số trường hợp rắc rối như trong sách ứng xử nói. trong gia đình nọ có cậu con trai tên là tấn. Cậu ta thường tụ tập bạn bè để đi ăn nhậu hút chích. Đã nhiều lần bị cha mẹ ngăn cấm, nhưng Tấn vẫn tiếp tục ăn chơi sa đọa. Một hôm, ông cha thấy Tấn dẫn bạn về nhà với bộ dạng say xưa, ông vô cùng tức giận, mắng Tấn trước mặt bạn bè. Mày là thằng mất dạy, tao nói hoài mà không nghe, cứ đi ăn chơi hoài, đồ lì lợm, không biết xấu hổ, sống chật đất. Mày uống thuốc độc chết vứt cho rồi Tấn tự ái tức giận Buông tuổi Lấy thuốc độc tự vẫn chết Nên có câu Chót lưỡi là kiếm phong tuyền Giết người chẳng máu Lụy phiền biết bao Quý vị cố gắng lấy đạo đức Khắc phục nghịch cảnh Chuyển quá được thì tốt Bằng không coi như đó là nghiệp Mà mình phải trả Nếu chẳng nghĩ như thế thì dễ gây thêm ác nghiệp, oan trái biết bao giờ mới trả hết. 4. Lời nói phải xuất phát từ lòng thương yêu chân thật. Muốn có lời nói trọn lành trong sạch, mang niềm vui đến cho mọi người, chúng ta phải có lòng từ bi hỷ xả những lỗi lầm của người chung quanh. Khi đó mới là ái ngữ chân thật, xuất phát từ lòng thương yêu, ban niềm vui đến mọi người. Trong kinh tạng Nikaya, Phật dạy Người nào nói lời chân thật Bảo vệ sự thật của người khác Thực hành được như thế Mới gọi là người biết hộ trì chân lý Thở Phật còn trụ thế Một hôm có ông bà La Môn đến hỏi Phật Thế nào là hộ trì chân lý? Phật đáp Người nào đối với chánh pháp Có niềm tin bất động Từ bỏ lời nói dối trá Đâm thọc theo dệt thô ác Thường đem lời lành giáo hóa chúng sanh Đó là người biết hộ trì chân lý Con đường ngạ quỷ Phật dạy Nếu người nào tính tình tham lam Đụng đâu lấy đó Thẳng tay vơ vét những của phi nghĩa Tàn ác gian phi Lừa đảo thế nhân Tham quan ô lại Những người như thế trong giờ phút lâm chung tham kiểu cách ra sao nó tuần tự hiện ra hết qua diễn tiến đó nó hiện ra ngạ quỷ tướng sanh lòng quỷ đói khổ sở để đền cái tội tham lam vô độ của mình chúng ta có thể mất tất cả tiền của nhưng đừng để mất tình nghĩa vì tiền bạc của cải còn có thể kiếm lại nhưng nếu mất tình nghĩa rồi thì khó mà tìm lại được. Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo. Ca dao. Sở dĩ con người ta khổ là do mong muốn trái lại với sự thật. Nhân đây tôi xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Hồi lúc còn sanh tiền, sư phụ tôi là Hòa thượng Thích Giác Đức kể cho chư tăng nghe. Một hôm có cô công chức đến Tịnh Xá lại Phật xong rồi cô đến gặp thầy tôi than thở số phận con sao khổ quá sư ơi còn nghe nói đạo phật có pháp cứu khổ cứu nạn vậy nhờ sư giúp cho con hết khổ cô khổ vì việc gì nói cho sư nghe thử coi thưa sư con làm trưởng phòng nha địa dư bị ông giám đốc vô cớ cho con nghỉ việc để đem thân nhân của ông ta vào một nỗi khổ nữa là trước khi ông ta đi làm việc là phải chạy xe ngang qua nhà con. Mỗi lần thấy ông ta là con vô cùng tức giận và khó chịu làm sao. Còn ăn không được, ngủ không yên, sụt đến năm cân. Sự có phép gì trị giùm con? Ông giám đốc vô cơ đuổi cô là có lỗi. Cô lại chấp cái lỗi của ông ta tự làm khổ cô. Trong khi đó, ông giám đốc có khổ không? Ông ta ăn ngủ ngon lành, nên mới có sức khỏe, ngày nào cũng chạy xe đi làm việc. Còn con, ăn ngủ không yên nên mới ốm như vậy. Từ khi cô nghỉ việc ở nhà địa dư đến nay, cô có làm ăn gì được không? Còn về nhà làm buôn bán, tiện lợi gấp 10 lần ở cơ quan. Người ta cho cô nghỉ việc để đi buôn bán làm giàu mà cô không vui. Trái lại, lấy cái quấy của người ta làm khổ mình. Đâu, Cô nghĩ lại coi có đúng không Sư nói đúng quá Sao con không nghĩ ra Con thành thật cảm ơn sư đã chỉ dạy Chuyện trên cho chúng ta thấy Cô trưởng phòng lúc nào cũng muốn cho ông giám đốc Đừng bao giờ đuổi mình Nhưng ông ta lại đuổi Điều gì làm cho cô khổ đau Cô khổ là vì cô không hiểu lý nhân duyên, nhân quả, chấp nhận sự thật để vui vẻ sống với nó. Khi hiểu ra rồi, cô hết khổ ngay. muốn cho thân tâm thanh tịnh không sợ hãi trước lúc lâm chung chúng ta hãy nghe qua câu chuyện sau đây thổ phật còn trụ thế trưởng giả cấp cô độc là một cư sĩ thuần thành trong giáo pháp của đức phật ngoài việc hộ trì tam bảo ra ông còn trợ cấp cho những người nghèo khổ đói rách một hôm ông lâm trọng bệnh phật bảo đại đức xá lợi phất đến thăm bệnh ông xá lợi phất rủ đại đức a nan cùng đi Đến nơi, người nhà nhấc ghế mời hai đại đức ngồi gần bên giường. Biết cư sĩ cấp cô độc sống không được bao lâu nữa, đại đức xá lợi phất khai thị. Này cư sĩ, ông nên quán tưởng, mắt không phải là tôi, tai không phải là tôi, mũi, lưỡi, thân cũng không phải là tôi. Đợi ông cấp cô độc quán tưởng xong, đại đức nói cư sĩ hay tiếp tục quán tưởng tính vô ngã trong sáu thức. Cái thấy không phải là tôi, cái nghe không phải là tôi, những gì tôi ngửi, nếm, xúc, chạm cũng không phải là tôi. Trì giác, xúc giác và ý thức cũng không phải là tôi. Cư sĩ nên biết, sáu căn, sáu trần và sáu thức không phải là tôi. Sáu đại là đất, nước, gió, lửa, không gian và tâm thức cũng không phải là tôi. Cư sĩ đừng để những yếu tố đó ràng buộc, hãy mỉm cười trước sinh tử. Bởi vì ta không sinh cũng không diệt. Sinh diệt không làm cho ta có, tử không làm cho ta không. Sinh không thật sinh, diệt không thật diệt, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Ta đừng để sinh tử ràng buộc thì thân tâm ta sẽ được an lạc, giải thoát, vượt qua khỏi dòng sinh tử. Thực tập tới đây, cư sĩ cấp cô độc khóc, nước mắt chảy ràn rụa trên hai má ông. Đại đức A Nan thấy thế, liền hỏi: "Này cư sĩ, ông đã quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, thường làm việc bố thí cúng dường. Ông không có làm việc gì ác thì chẳng có chi phải bụng rầu lo sợ. Hay là ông còn luyến tiếc thân thể cho nên quán chiếu không thành công phải không? Thưa Đại Đức A Nan, con không có tiếc núi thân thể, con quán rất thành công. Con khóc là vì con cảm động quá. Đã hơn 30 năm con phụng sự Phật và gần gũi các vị khất sĩ, nhưng chưa bao giờ con được nghe giáo lý thậm thâm vi diệu như ngày hôm nay. Này cư sĩ, các vị khất sĩ và nửa khất sĩ được nghe Đức Phật giảng dạy giáo lý này rất nhiều. Thưa Đại Đức A Nan, hàng đệ tử chúng con có người cũng có thể nghe hiểu và thực hành được giáo lý thẩm thâm vi diệu này. Xin Đại Đức Bạch với Đức Phật cho phép giới cư sĩ chúng con được nghe và thực hành pháp môn thẩm thâm đó. Cư sĩ cấp câu đọc từ trần ngay buổi chiều hôm ấy, Đại Đức xá lời Phất và A Nan đã ở lại hồ niệm rất lâu cho cư sĩ. Không nói lời hai lưỡi Hai lưỡi là lời nói đâm thọc, tới người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, khui chuyện người ra, dèm pha quỷ bán, châm chích cho người xa lìa ân nghĩa, ghẹo chọc cho người nóng nảy đua tranh làm cho hai bên gây thù kết bán với nhau đó gọi là nói hai lưỡi tại sao phật cấm không cho chúng ta nói lời hai lưỡi vì nó là nguyên nhân làm cho cốt nhục chia lìa quyến thuộc bạn bè ly tán quân thần nghi kỵ xã hội phân chia chúng sanh hiềm hận náo hại lẫn nhau người vô lương tâm như thế hiện tại gây ác cảm với mọi người tổn giảm phước đức. Theo luật nhân quả, tự nhiên khiến cho gia đình quyến thuộc của họ thường xảy ra xào xáo, còn cháu bất hòa. Trong kinh địa tạng dạy, nếu ai ác tâm phá sự hòa hợp của người khác, bị quả báo gia đình quyến thuộc kinh chống lẫn nhau. Người đó đi đến đâu, làm bất cứ việc gì, đều bị người ta phá dở, làm hỏng hết mọi việc. Thậm chí cho dù kẻ đó có đi tu, nhưng khó bề yên thân, thường gặp chướng duyên ác nạn ngăn cản, phá tan sự tu hành, không thể thành tựu đạo quả. Bồ đề lão tổ cũng dạy, suối kiện thương người, con cháu bất quà, suối con hiếp người, chịu đời thất thế, Xùi vợ chồng tan rã, gia đạo linh đinh, theo léo chuyện người, tổ tiên phiền giận. Tất cả mọi người đều bị định luật vô thường chi phối Phải chịu cảnh sanh già đau chết Lúc nào cũng phập phòng lo sợ Ngoài cái lo sợ đó ra Còn lo rầu đủ thứ Công danh chưa thành Tình duyên trắc trở tai nạn bất ngờ Thời cuộc biến loạn Thiên tai địa ách Mùa màng thất bát Mùa bán không được Làm ăn thất bại Của cải mất mát Bà con nội ngoại ốm đau Nghèo khổ người thân bị bắt giam, cha mẹ, vợ chồng, con cháu đi xa, không biết ra sao. Hoặc là gặp cảnh trái ngang, tôi bất trung, vợ chồng bất chánh, còn cháu ngỗ nghịch bất hiếu, bị người bội phản, oan gia đòi mạng. Khổ này chấp chồng lên khổ kia. Con người vì bị vọng thức điên đảo chấp trước, nên mới bị thất tình lục dục lôi cuốn, đắm nhiễm sáu trần, sanh tâm phân biệt có ta, có người, còn mất hôn dạy chính vì sự lầm chấp đó làm cho con người mau già chóng chết để cho thân tâm thanh tịnh khỏi khổ lụy vì danh lợi tình tiền của cải trong kinh trung bộ phật dạy các tỳ kheo quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng quá khứ đã đoạn tận tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây không động không trung chuyển thấy các pháp vô thường biết vậy nên tu tập đêm ngày không mệt mỏi xứng gọi nhất giả hiền chúng ta giống như một quả công muốn vẻ đẹp hay xấu tùy ý ai thực hành hạnh nhẫn nhục từ bi hỷ xã khiêm nhường nói lời hiền hòa là đang phát quả cho mình một bức chân dung tuyệt mỹ. Ngược lại, sân si cống cao ngạo mạn nói lời thô tục là tự vẽ cho mình tấm hình thô xấu. Nếu ai không tin tha hồ sân si nói càng, kiếp sau thân hình xấu xí, đi đầu cũng che đậy sợ người ta thấy. Đến khi đó ăn năn đã muộn. Người hay sân nó hiện ra tướng xấu, tự làm khổ mình và người khác nên nó trổ quả xấu, khổ không thể tránh được. Thật vậy, mỗi khi sân hận nổi lên, quý vị soi gương coi đẹp hay xấu, có người giận quá mặt tái xanh, chân tay run rẩy, đứng ngồi không yên, tim đập mạnh, giọng nói ngập ngừng. Đó là nguyên nhân đau tim, tăng huyết áp, đứt mạch máu mà chết. Sở Dĩ Chư Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là nhờ trong quá trình tu Bồ Tát đạo, quý ngài giữ gìn giới luật thực hành nhẫn nhục ba la mật làm lợi ích an lạc cho chúng sanh nên được đầy đủ phước tướng trang nghiêm như thế chúng ta cũng thấy người nào tu hành nhẫn nhục thì nhan sắc diệu hòa thân tướng đoan trang oai nghi tề chỉnh như thế đủ chứng minh nhẫn nhục hiện tại và tương lai hưởng được sự an lạc tốt đẹp thế mà người đời cho nhẫn nhục là yếu hèn họ quan niệm như thế thật sai lầm trong kinh tứ thập nhị chương phật nói người có trí tuệ thấy được sự tai hại của sân hận nên thực hành nhẫn nhục luôn luôn phòng hộ chẳng cho nó xâm nhập vào tâm nhẫn nhục như thế được gọi là người có sức mạnh lớn sức mạnh của người tu không phải như lực sĩ dùng sức mạnh để đánh thắng đối phương như thế rất tầm thường nhiều người làm được Cuộc chiến thắng đó có biết bao nhiêu người đau khổ oán thù Mà sức mạnh của người tu là phải có sự nhẫn nhục Chịu đựng được những cảnh trái ý nghịch lòng Dù bị mắng chửi, đánh đập, giết hại Nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh an nhiên Với tấm lòng bao dung dị tha Khiến cho đối phương an lạc Xua tan đi nỗi hận thù Xoa dịu nỗi khổ đau đang xung đột hàng ngày Nêu gương lành cho nhân loại bậc trí huệ nhập đạo thường vui vẻ nhận lãnh sự chửi mắng cay độc như uống nước cam lồ khen chê thương ghét mặt người từ bi hỷ xả nơi nơi rải đều mưa trời nào nệ trong rêu tâm từ vô lượng rải đều chúng sanh thiện pháp kinh pháp cú nói chiến trường quyết liệt hơn thua thắng người ngàn trận cũng chưa thật tài thắng mình mới đáng gọi hay chiến công oanh liệt ấy ai dám bì người thế gian nhẫn khác người tu vì sức yếu thế cô phải nhịn nhưng trong lòng rất căm hận chờ cơ hội báo oán hay là chuyện oan ức chưa biện bạch được bởi tiền bạc che lấp sự bất công vì danh dự tông môn gia đình phải nhịn cho yên thân nhưng lúc nào cũng thấy cái nhục trước mắt nên hết sức khổ đau như thế không đúng nghĩa chữ nhẫn của nhà phật nên oan trái oán thù cứ mãi chất chồng kinh pháp cú phật dạy nó mắng tôi đánh tôi nó thắng tôi cướp tôi ai ôm hiềm hận ấy hận thù không thể nguôi nó mắng tôi đánh tôi nó thắng tôi cướp tôi không ôm hiềm hận ấy hận thù được tự nguôi Giới hận diệt hận thù Đời này không thể được Không hận diệt hận thù Là định luật ngàn thu Trong Thế Kinh Phật nói Tất cả các Pháp đều từ nhân duyên sanh Và những gì mà con người gặp phải trên cõi đời Đều do nghiệp lực chi phối Chúng sanh tự gieo nhân Rồi gặt lấy quả chẳng phải trời trong quỷ thần gây ra. Thiện ác kết quả riêng, nhân quả lý đương nhiên, làm thiện sẽ được thiện, gieo giống ngọt vui yên. Kinh Pháp Cú Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy đối với chúng sanh, Ngài không bao giờ thưởng hay phạt một ai. Chỉ đưa ra giáo lý nhân quả tốt xấu, khổ vui. Tự mình tạo ra, không ai có quyền ban phước hay gián quả nên người theo đạo Phật tự tin nơi mình Không bị lệ thuộc bất cứ ai Như lời Phật dạy Ta là Phật đã thành Các ông là Phật sẽ thành Đó là tự do bình đẳng từ bi hỷ xã Vô ngã dị tha Thương yêu tất cả muôn loài dạng vật Lại có người quan niệm sai lầm Khi tôn giáo của họ Bị kẻ nào lấn hiếp liền cổ vũ đồng đạo nổi dậy Tìm đối phương trả thù để người ta cho mình là thánh tử đạo được phật trời thượng đế thánh thần rước về thiên đàng cực lạc nhưng xin thưa quý vị cho dù ai theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không tôn giáo nếu giết hại người phải lãnh lấy ác báo đau thương chết thảm đối với đức phật ngài chủ trương phá bỏ tất cả giai cấp lấy lòng từ bi hỷ xã đối với tất cả chúng sanh cho dù kẻ đó có chửi mắng đánh đập giết hại tổ thầy ông bà cha mẹ cho đến thân mình cũng không được oán hận trả thù tâm hồn thiên liêng cao thượng đó không có bút mực nào diễn tả hết đó là điều chúng ta cần biết chứ đừng nghĩ rằng giết kẻ phá đạo mình để chứng tỏ ta là người có công trung thành với đạo để được ơn trên khen thưởng phong quan tấn tước như chuyện thế gian người như thế không hiểu gì về luật nhân quả thật là mê muội đáng thương. Để cảnh giác các hàng đệ tử trong kinh A Hàm Phật bảo, phải thực hành thiền định, quán sát thấy rõ các pháp. Lúc thịnh khi suy, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan, không có gì tồn tại mà phải bảo thủ giết hại lẫn nhau gây thù kết oán. Nếu hiểu rõ như thế, chúng ta sống rất thoải mái trong mọi cảnh ngộ, không có chi bận tâm. Đó là bức thông điệp vô giá Đức Phật đã để lại cho nhân loại làm nền tảng tu tập. Nhưng có mấy ai hiểu ra, cứ mãi giết hại lẫn nhau. Thật đáng buồn thay. Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, mê mờ không lối thoát. Nên Đức Phật hiện thân ra đời, đem giáo pháp nhiệm màu ân cần chỉ dạy, đưa nhân loại thoát khỏi dòng mê lộ. Là đệ tử Phật phước mỏng nghiệp dày, sinh sau Phật hơn 25 thế kỷ. Trí mờ ám phải đương đầu nhiều lối rẽ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Muốn có cuộc sống hài hòa, chúng ta phải tu hành hỷ xã, tùy thuận lẫn nhau. Khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng, ta phải bình tĩnh quan sát lời Phật dạy. Ngũ dục, lục trần là pháp loạn tâm, tổn hao sức khỏe, đều nguy hại cho lòng đạo cả. Nếu ta thấy rõ các pháp không thật, thì tâm ta liền trở nên an lạc. Sở dĩ con người khổ là do lòng cố chấp quá nặng, như khi hương thơm đến, nảy sinh ý ưa thích, hồi thúi tới liền bực dọc tức giận. Muốn khắc phục phải định tâm để thấy tự tánh nó không thật. Đủ duyên thì đến, hết duyên liền mất. Nhìn lại thân ta cũng là nhơ uế Có chi phải bận tâm buồn phiền Không giải quyết được gì Tốt nhất lo dọn dẹp Hoặc tránh né Hay hơn là phiền trách Cho đến xúc chạm Những gì êm ái mịn màng Thì sanh tâm say đắm thô cứng thì lại chán ghét Phật dạy Người đam mê xúc dục Nếu cứ mãi luẩn quẩn trong dòng sinh tử Chịu biết bao kiếp nạn Giống như người đứng trước vực thẳm không biết rơi xuống lúc nào. Nên có câu, bởi mê mới làm tôi thị dục, nếu ngộ đâu tùng phục lòng tà. Dục ta đều hại người ta, dục là thống khổ, ta là trầm luân. Dục thường vì xác thân khởi sướng, tà thường vì vọng tưởng sinh ra. Cả hai đều thứ mắc loà, lợi gần thấy đẹp, hại xa không lường. Hay là nhãn thấy sắc thường hay bận biệu tai ưa nghe lắm điệu âm thinh mắt với tai đều chọn đẹp xinh còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu đồ thơm tho nó ưa nó chịu chỗ xạ hương hay lít lại gần lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần đồ ngọt béo nó ưa nó mến thần tham sướng muốn tiền của đến đặng ăn xài cho phỉ tâm tình Ý thì ưa sửa sắc soi hình Với chức phận cho cao cho quý Sáu đường ấy ở trong tâm ý Ta mau mau dứt nó cho rồi Thì tòa sen mới đặng đứng ngồi Cho thông thả hưởng mùi sen báu Cổ đức Thì dặn cho chúng ta biết Nếu lục căng của mình được thanh tịnh Ngày đó là bồ đề, niết bàn, tịnh độ, không cần tìm đâu xa. Phật Pháp vốn ở thế gian, trong đời giác ngộ, chớ tìm đâu xa. Bồ đề cuộc sống quanh ta, bốn ba cầu ngộ, chỉ là uổng công. Pháp Bảo Đàn Kinh Trần Nhân Tông cũng nói, Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báu thôi đừng kiếm Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền Bởi trong cái dòng tâm Nó có cái chân tâm ở sẵn trong đó Không cần tìm ở đâu xa Cho nên Ngài nói Trong nhà có báu thôi đừng kiếm Nhưng khi nào của báu đó Nó mới hiện ra Chỉ khi nào lục căng Đối với lục trần không sanh ra niệm nào hết Giữ tâm bình thường Đó là thiền là kiến tánh rồi còn tìm ở đâu nữa? Cũng như sóng không lìa nước, khi gió lặng thì sóng tự nhiên sẽ yên, sóng gió ví như phiền não vô minh, nước trong yên tịnh, ví như niết bàn thanh tịnh chân như vậy. Thọ Phật còn tại thế, ngài khuyên La Hầu La, muốn thành tựu hạnh nhẫn, phải quán thân mình như đất dù người ta đổ và trải lên đất những thứ tinh sạch đẹp đẽ như qua nước thơm sữa thơm hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ giấy hôi hám như phân nước tiểu máu mũ và khạc nhổ đờm nhất xuống đất thì đất vẫn tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách tự nhiên không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét tuổi nhục cũng như thế những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh còn đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con còn hãy học theo hạnh của nước dù người ta có giặt những thứ thơm tho hoặc chơ bẩn trong nước nước cũng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ tham đắm hoặc tuổi nhục buồn khổ chán chường nước bao la lưu chuyển có năng lực quá giải và gạn lọc còn lại nên học hạnh của lửa lửa đốt cháy mọi thứ kể cả những thơm tho đẹp đẽ hoặc hôi hám xấu xí dơ bẩn nhưng lửa không gì vậy mà cảm thấy tham đắm hoặc ghê tởm tuổi nhục căm hờn còn nền học hạnh của không khí không khí thổi đi những mùi thơm hoặc thối mà vẫn không cảm thấy tham đắm hoặc tuổi nhục buồn giận hay chán chường vì không khí có khả năng gạn lọc và quá giải này la hầu la còn hãy tu tập lòng từ để đối trị giận hờn Lòng từ là lòng thương yêu được thực hiện Bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác Từ là thứ tình thương không có điều kiện Và không chờ đợi sự đền trả Còn hãy tu tập lòng bi để đối trị tàn ác Lòng bi là lòng thương yêu được thực hiện Bằng cách làm vơi đi khổ đau nơi người khác Bi cũng là thứ tình thương không có điều kiện và cũng không chờ đợi sự đền trả. Còn lại phải tu tập lòng hỷ để đối trị ganh ghét. Lòng hỷ là lòng vui theo cái vui của người khác và niềm ước ao mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc an vui. Còn nên lại tu tập lòng xã để đối trị kỳ thị và dướng mắt. Lòng xã là tâm niệm thanh thoát và cởi mở đạt được do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài. Mình và người không phải là hai thực thể riêng biệt, không nên ghét bỏ cái này để đi nắm bắt cái khác. La Hầu La Từ bi, hỷ và xã là bốn tâm rộng lớn không có bờ bến và cũng đẹp đẽ khôn cùng. Đó gọi là tứ vô lượng tâm. Tu tập theo bốn pháp này thì mình trở nên một con người cao thượng đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả chúng sanh la hầu la còn lại phải quán chiếu về vô thường để phá trừ ảo tưởng về cái ta còn phải quán chiếu về tính sinh diệt và thành hoại của thân thể để hiểu sâu về sự sống chết đó là phương pháp thoát ly tham dục sơn nhuế Ví có kẻ cầm dao cắt đứt thân con ra từng mảnh Trong khi đó phải tự nhiếp tâm Đừng để sân hận nổi dậy Và giữ gìn cửa miệng chớ thốt ra lời ác Còn phải khéo quán sát tu tập như thế Mới vượt qua mọi gian nguy thử thách của đời Để quá độ chúng sanh Vì nhẫn nhục là phương pháp nhiệm màu Cảm quá mọi người mà không cần sức mạnh quyền lực và chính trị được như vậy mới đáng gọi là bậc đại nhân đại lực, có trí huệ nhập đạo. Người tu hành nhẫn nhục, tập tánh giống như nước, thường mềm dẻo mát dịu, rộng lượng và khoan dung, nhẫn nhục như bùn đất, dù sạch dơ đổ lên, đại địa cam thọ hết, không có chút giận hờn. để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục. Phật nói, tiền thân ta là vị tiên nhân tên là Sàng Đề, tu khổ hạnh ở núi rừng. Một hôm vua ca lợi cùng với phu nhân thể nữ quần thần vào rừng săn bắn. Đến trưa, vua cho bày tiệc ăn uống đàn ca múa hát vui chơi. Tiệc xong vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây. Khi thức dậy không thấy quan quân tỳ nữ, liền hỏi cận thần mới biết họ đi đến vị tiên nhân ở gần bên để nghe Pháp. sang đề tiên nhân nói, muôn loài đều tham sống sợ chết, hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chém giết, sống đời vì tha bác ái. Có như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường mạng chết yểu. Họ nghe qua cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy sát khí. Tất cả đều ước mong sao được nhà vua cho về nhà, sống đời cư sĩ, cơm rau đạm bạc tu hành. Khi đó vua ca lợi đến nơi, nhìn thấy ai nấy đều kính cẩn nghe tiên nhân giảng đạo. Lòng đố kỵ dân trào, liền xuống ngựa, bước tới, chỉ thẳng vào mặt tiên nhân, chửi mắng, hủy nhục đủ điều. Nhưng ngài vẫn ngồi lặng thinh, không nói một lời. Này kẻ ương ngạnh kia, trước mặt ta sao mãi ngồi lì đó? Làm gì thế? Tôi ngồi đây để tu hạnh nhẫn nhục. Hạnh nhẫn nhục là thế nào? hạnh nhẫn nhục là khởi tâm đại bi khiêm nhường ôn quà với tất cả mọi người từ bỏ những hành động kiêu căng tự đắc thường dùng lời nói êm dịu đạo đức khuyến hóa chúng sanh vua ca lợi nghe qua tưởng tiên nhân công kích sự thô lỗ của mình nên quát thôi hãy im đi nghe ta hỏi tại sao ngươi bị chửi mắng mà vẫn lặng thinh là thế nào thưa ngài nếu những lời chửi mắng của người khác là đúng Mình phải cảm ơn để lo tu sửa Còn như họ chửi nhầm lẫn Xem đó là lời nhắc nhở Hay tiếng vang gió thổi ngoài tai Câu trả lời đó thật là quý báu Khiến cho ai nấy đều thán phục Ca lời vương cảm thấy tự ái dồn dập liền rút kiếm ra bảo Đây là lời nói dối trá Vô lễ Rồi mạnh tay vung gươm Cắt đứt hai lỗ tai của tiên nhân Ôi những dòng máu đỏ tuôn rơi Ướt đâm cả hai má Nhưng sắc mặt tiên nhân Vẫn an nhiên tọa Thấy thế ca lời vương vung gươm Chặt đứt thêm hai cánh tay và chân Rồi nói Thử coi ngươi còn nhẫn nổi không Máu chảy ướt cả chỗ ngồi Nhưng không một lời oán trách trên thang Vua lặng thinh suy nghĩ Người này không phải tầm thường Nên gượng lại cất tiếng hỏi Hỏi tiên nhân Tại sao ngươi bị ta hành hạ Mà gương mặt không hiện ra sắc giận Và nói lời nào Này đại dương Nếu tôi có lỗi Bị người hành hạ Tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lồ Và cung kính đối với người ấy Còn nếu gặp trường hợp Họ không phân biệt phải trái Xúc phạm Khi đó tôi nghĩ Ngày nay mình vô tội Nhưng biết đâu trong quá khứ đã từng làm người ta khổ đau. Hơn nữa, thần này là vô thường do các duyên giả hợp, có gì đáng để luyến tiếc. Hay lắm, nghĩ được như thế hết sức là cao thượng, nhưng làm sao cho ta tin rằng người thật tình không oán hận. Không cần nói, đại dương cũng thấy tôi nào khuất phục trước sự áp bức bất minh thiếu nhận xét của ngài và chẳng quan tâm đến lưỡi kiếm chém vào thân tôi nên nội tâm được tịch tịnh không có ác niệm đối với sự tàn bạo của Ngài vì tôi lúc nào cũng tâm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh sớm bỏ đường tà quay về nẻo cánh thoát khỏi ác nghiệp nếu quả thực tôi có thực hành hạnh nhẫn nhục cầu cho thân này được bình phục như cũ vừa nguyện xong trời đất bỗng dưng trung chuyển hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, máu hóa ra sữa, thân thể trở lại như xưa. Nhìn thấy tiên nhân bình phục, vua ca lợi vương vô cùng kinh ngạc. Giờ đây tánh kiêu căng tàn bạo không còn nữa, liền quỳ xuống bên tiên nhân, cầu xin sám hối tội lỗi và phát nguyện tận tâm phụng sự tam bảo và noi theo gương nhẫn nhục của Ngài để thực hành trong đời sống cá nhân cùng trị quốc an dân. Qua câu chuyện trên chúng ta thấy, tiền thân Phật chấp nhận nghịch cảnh đau thương, không nói một lời oán trách, lại nguyện cho họ đừng lãnh thọ ác báo, nên ngài thành tựu được thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn, đạt đến nhẫn nhục Ba La Mật, không thấy mình nhẫn, cảnh để nhẫn, nên nội tâm được an lạc. Một hôm bá quan lâm triều nhìn ra thấy chư vị sa môn đi khất thực ai nấy đều hướng về đó vái chào làm cho nhà vua sanh tâm đố kỵ nói các khanh chưa có tin mấy ông sa môn đó Ban ngày ôm bác liêm diêm đi khất thực trông ra vẻ từ bi nhưng khi về chùa họ có tình nhân vợ con ai biết nói đến đây phật bảo cũng vì câu nói vị bán đó cho nên hôm nay ta bị quả báo cô chim cha đụng bụng nói xấu ta. Chính vì không hiểu thấu giáo lý nhân quả, nên có người mới quy y dài ngày, vàng vái cầu xin đủ thứ. Nào là cầu cho được bình an, mạnh khỏe sống lâu, mua may bán đắt, phát đạt giàu sang. Nhưng không được như ý, lại gặp toàn chuyện chẳng may, liền sanh tâm phiền trách Phật không linh. Gặp tà thuyết của tà giáo, dùng bùa chú mê hoặc hay tung tiền ra mua chuột dụ dỗ bỏ đạo liền hạng người như thế không hiểu gì về lý nhân quả thời không bao giờ tồn tại trong giáo pháp phật đà có ba góc độ người ta thường bỏ đạo đó là tình cảm tiền của và thiếu sự hiểu biết nhận định đâu là chánh tà người chẳng có lòng trung hậu thế gian không xài nói chi là phật thánh Họ đến giới đạo mục đích câu danh lợi tình tiền Nếu không được lại sanh tâm hủy bán tam bảo Thử hỏi còn ai họ chưa Kẻ đó phải xa vào đường dữ Kinh tạp bảo tạng nói Phước nghiệp tự ta tạo chẳng phải nhờ cúng thần mà được Phải biết tất cả phước lành đều do giữ giới cúng dường bố thí mà thành Chứ chẳng phải cúng cầu mà được Trong khế kinh Phật dạy Người không có chánh kiến Giống như lấy cát nấu muốn cho thành cơm Chuyện đó không bao giờ có Uổng công vô ích Là Phật tử mà không tin lời Phật dạy Lại tin những thuyết vu vơ về ngày giờ năm tháng Thì không đúng chánh pháp chút nào Chưa hết Lại có khi vợ chồng bất hòa Không biết tỏ cùng ai Liền tìm đến thầy Họ nói nào là kỳ tuổi khắc khẩu Chuyện đã xấu lại thêm bị thầy bói hù dọa làm cho gia đạo càng rắc rối thêm bởi ma lực mê tín ám ảnh hết đổ thừa cung mạng tuổi tác đến nhà cửa ca rang ông táo không còn gì để nói nữa có nước đánh lộn ly dị là xong tại sao mình không dám chấp nhận lỗi để sửa đổi lại đổ thừa đủ thứ chuyện ôi mê tín đến nước đó thì không còn gì để nói thí dụ mình lựa ngày giờ tốt Nhưng khi ra đường gặp chuyện rắc rối Mà không nhịn người ta Thì thử hỏi có tốt được không Trong nhà trên dưới Nếu biết nhường nhịn thông cảm Tha thứ những lỗi lầm cho nhau Thì không cần coi bói Gia đạo vẫn được bình an Tại sao chúng ta phải hòa Vì mỗi người đều có cái hay khác nhau Khi hữu sự Mời người ta mới hoan hỷ giúp mình Ngược lại căng thẳng Khi cần ai mà giúp nên người xưa nói bàn tay năm ngón ngắn dài khác nhau nhưng đều sử dụng được cả đồng có anh tay có em đồng lòng đoàn kết thì làm việc gì cũng xong nên có câu hòa nhau của chất đầy kho gây nhau chén bát nồi ơ tan tành thuận nhau ăn đủ mặt lành nghịch nhau bụng đói thân trần nghêu ngao từ chỗ hòa thuận đó nó đem lại tài lộc làm cho gia đình được hạnh phúc, cần gì phải đi coi bói. Đa số thầy bói họ nói chung chung, năm nay không được tốt, nếu có phước thì qua, không phước bị nạn. Như thế mình ráng lo làm phước, không tốt hơn là đi xem mối toán. Kinh dược sư dạy, tình các thầy tà ma ngoại đạo yêu nghiệp thế gian, nói nhảm họa phúc, sanh ra sợ hãi tâm chẳng được an. Xem bói thấy xấu, giết nhiều chúng sanh, khẩn giải thánh thần, cầu ma quỷ lên ban cho hạnh phúc. Muốn sống lâu thêm, vẫn không thể được. Ngu si mê hoặc, mê tín tà kiến, thành ra chết uổng, đọa vào địa ngục không có ngày ra. Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy, gieo nhân gì thì hưởng quả nấy. Chớ thiên thần ông bà, ai lại gia hại con cháu? Có nhiều người nói, nhờ cúng tế văn vái mới hết bệnh làm ăn phát đạt đó chẳng qua là duyên trùng hợp nếu nói cúng cầu được thì chẳng cần tu và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa gieo giống đắng quả đắng nhân ác tránh được chăng làm ác chịu tội khổ tu thiện hưởng phước lành kinh pháp cú chúng ta xem kinh thấy rõ chuyện ngài một kiền liên có đầy đủ lục thông mà còn bị bọn ngoại đạo thuê người đánh chết là vì trong quá khứ nghe lời vợ đánh đập cha mẹ như thế chúng ta đủ biết nghiệp người nào nấy trả không ai có quyền ngăn cản được khi nó đã đến cho dù đó là phật thánh cũng không ngoại lệ như chuyện cô kỹ nữ chim cha độn bụng vu oan nói phật ăn ở với cô có thai khi mọi người phát hiện ra việc đó là giả ai cũng phiên trách cô đủ điều nhưng đối với đức phật ngài thấu suốt luật nhân quả nên bình thản kể cho thứ chúng nghe câu chuyện tiền kiếp ngài làm vua muốn quá giải oan trái hận thù phật dạy phải thường khởi lòng từ tha thứ hoàn toàn đối với những ai đã từng làm mình khổ và không nên thấy lỗi người hằng nhận lỗi mình thấu suốt nhân quả ăn năng sắm hối lo tu sửa xem kẻ thù như phật trời cha mẹ thời sẽ diệt trừ hết ác nghiệp mau thành phật quả kẻ thù càng muốn ta hư thắng thù ta cố nên người đức cao ngàn xưa cho đến ngàn sau tình thương ngăn được máu đào mà thôi ta đã được an tịnh không có oán già hờn giữa những người oán hờn ta sống không oán hờn Kinh Pháp Cú Bởi không nghe lời Phật dạy Nên có nhiều người ăn chay mấy chục năm Mà phiền não vẫn còn Mỗi khi gặp nghịch cảnh đến Liền sân si bực tức la lối Người như thế Phật cho là yếu kém Không bao giờ đạt đến quả gì giải thoát Nên Ngài nói Trì trai khổ hạnh Không thể bị kịp người tu hạnh nhẫn Các con phải ghi nhớ Không nên làm nặng lòng ai hết Chớ coi họ tốt hay xấu Mà hãy xem đạo hạnh của mình có dạng toàn hay chưa Và bền chịu sự nhẫn nhục Xuyên học kinh, nghe pháp Giữ gìn giới luật của Bậc Thánh Như thế người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn Mau tiến tới Niết Bàn Kệ rằng Người con Phật hãy gìn hạnh nhẫn Chớ chứa hờn chứa giữ ích chi Phận tu trì tay gác mặt lì chịu cay đắng tu hành mới giỏi hay là người tu giả dạy giả, giả câm giả đôi giả điếc để tầm đạo cao mấy lời phân tỏ âm hao ráng tu đem được phật giàu trong tâm xưa phật dạy đệ tử các con phải lấy giới luật làm thầy thực hành bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc trí huệ, phá tan bóng tối vô minh, tà kiến. Đó mới thật là chánh nhân tu hành đúng mục tiêu giải thoát của Phật. Nếu khởi tâm niệm sai lầm, lạc vào đường tà, cho dù có cố gắng tu cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Kinh Đại Bác Niết Bàn, Phật dạy Người có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì dễ tăng trưởng vô minh mờ ám. Người hiểu giáo lý mà không có lòng tin thì dễ tăng trưởng tà kiến. Cho nên, lòng tin và hiểu biết phải đi đôi mới là cội gốc tu hành. Vùng gươm huệ cắt màn si ám, rải mưa bi dập đám lửa phiền. Pháp thân nương bát nhã thuyền Niết bàn giải thoát bình yên lên bờ Tại sao Đức Phật không cho chúng ta tin theo tà giáo? Vì nó không mang tính chất từ bi hỷ xã Bởi thế Phật tử đã quy y Phật rồi Không quy y quỷ thần Vì quỷ thần không phải là thánh nhân Chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử Thì làm sao đưa chúng ta đến chỗ an lạc giải thoát Trái lại, họ dẫn ta đến chỗ hầm hố tội lỗi Thế mà có nhiều người tin bướng, nghe càng, thờ cúng đủ thứ. Khi nhìn vào không biết họ là đạo nào. Theo nguyên tắc, bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ ông bà để một bên. Nếu nhà có lầu nên thờ Phật tầng trên, bàn thờ chỉ thờ Phật Thích Ca, Di Lặc Nếu ai tu tịnh độ thì thờ Phật A Di Đà, quan âm thế chí. Ngoài ra không nên thờ thần chung với bàn Phật nếu nhà chật hẹp làm bàn thờ tam cấp trên thờ phật kế ông bà dưới để đồ cúng kiến nên nhớ bàn thờ phật phải cho trang nghiêm không được để tạp vật nào khác ngoài bình bông lư hương chân đèn chuông mỗi ngày cần lau quét cho sạch phật tử quy y pháp rồi không quy y kinh điển tà giáo bởi vì kinh điển tà giáo không phải là phát môn vô lậu giải thoát. Nó đưa chúng ta đến chỗ lầm đường lạc lối. Thế mà có nhiều người kinh Phật không đọc, lại xem những sách nhảm nhí vô ích. Thậm chí kinh luật đụng đau bỏ đó, để cho mấy em bé bước xé. Thật đáng tiếc. Xem chuyện tiền thân Phật, Ngài dám hy sinh thân mạng để cầu một bài kệ. Mình là con Phật lại xem thường giáo lý của Ngài hay sao? Kinh Địa Tạng nói, người nào thấy kinh sách hư rách, sửa lại, để chỗ trang nghiêm, công đức vô lượng. Kinh Nhân Quả nói, tay nhờ cầm kinh và để chỗ dơ bẩn, mắt báo làm con trùng trong nhà xí. Vì thế chúng ta phải quý trọng kinh điển như kính trọng Phật dạy. Phật tử quy y tăng, không quy y thầy tà bạn ác vì thầy tà bạn ác dẫn dắt ta đến chỗ tối tâm sa đọa là phật tử đã quy y tam bảo rồi mà không dân lời phật dạy là đã biến mình thành kẻ tà đạo tà đạo không có nghĩa là đạo khác mà những ai không nghe lời phật dạy thờ cúng phi pháp lại tin bướng nghe càng làm điều trái ngược phật nói người đó là tà đạo mê tín không đem đến cho ta lợi ích gì cả nó chỉ đem lại những sự băn khoăn, lo âu, nuối tiếc và sợ hãi, khiến cho tâm trí bất an, làm chướng ngại sự sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta. Tiền mất tật mang, lại bị người trí chê cười. Theo Kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy, Người không tà kiến, thời thành tựu được 10 công đức sau đây. Một được ý vui chân thiện bậu bạn chân thiện 2. tình sâu lý nhân quả thà bỏ thân mạng chớ không làm ác 3. chỉ quy y phật không quy y thiên thần và ngoại đạo 4. trực tâm chánh kiến xa hẳn các sự ngờ vực kiết hung 5. thường sanh nhân thiên không xa đường dữ 6. Vô lượng phước huệ thường tăng lên mãi. 7. Dứt hẳn đường tà, chân tu đạo chánh. 8. Không lòng chấp ngã, bỏ hết ác nghiệp. 9. Kiến giải vô ngại. 10. Chẳng bị các tai nạn. Đó là 10 công đức, nếu ai hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật chứng được tất cả Phật pháp thành tựu thần thông tự tại. Ngược lại trong kinh Niết Bàn nói, nếu người nào si mê tà kiến, hiện tại tâm trí bất an, mê mờ làm điều tà vậy, Náo hại sinh linh, khi quả thành tựu sẽ đọa vào địa ngục. Ra khỏi địa ngục, thọ thân xúc sanh, làm heo, bò, kiến, mối. Nếu được làm người, sanh vào nhà tà kiến, đuôi điếc căm ngọng, tàn tật, tâm trí u mê thường mang ách nạn ưu sầu vào thân phật đã ân cần chỉ rõ tai hại của tà kiến chúng ta lẽ nào chẳng sợ hãi không từ bỏ nó hay sao sở dĩ con người khổ đau tổn giảm tuổi thọ xa đọa là do không giữ giới trong tạng luận phật nói Bị đọa vào cảnh địa ngục, ngạ quỷ xúc sanh, chuyên chở nặng nhọc, chưa phải là khổ lắm. Cái khổ nhất là người si mê tà kiến, không có trí tuệ phân biệt đâu là chánh tà, nên mãi đắm chìm trong bóng tối vô minh, tạo ra nhiều ác nghiệp, để rồi xuống lên trong ba cõi sáu đường, dây trả bất tận, khổ não triền miên. Đó mới thật là khổ. Cổ đức cũng khuyên Ác thứ mười đoạn chót si mê Nguyên tâm tối từ thời vô thủy Mạng vô minh che mờ căng trí Nên thường khi nhẫn ngụy làm chân Lo huyễn thân vật chất kém hơn Chẳng tìm biết tinh thần đạo đức Dệt lưới nghi đeo điều phiền phức Bệnh rịnh đời khổ cực tan thương Khi nói làm ít chịu suy lường Mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác Việc si mê phải nương thuyền giác môn việc làm tránh trực khôn ngoan Đừng bả đâu tin bướng nghe càng Làm ngô muội đọa thân uổng kiếp Ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp Lóng nguồn chơn Phật tiếp dẫn cho Trồng cây lành dị quả thơm tho Tuy không thấy mà sao chẳng mất Tóm lại Người nào biết quay về tam bảo Thân cận thiền tri thức Tu hành bát nhã Thực hành thiền định Phát sanh trí huệ Diệt trừ vô minh tà kiến Thấy biết chân chánh Hiểu rõ nhân quả Nên không tạo tội Giao nhiều phước lành Thẳng tiến trên con đường giải thoát Đúng như lời Phật nói Thỏa quá khứ Có Phật nhiên đang ra đời Tứ chúng thời đó Nhờ quy y tam bảo có chánh kiến Nên đều thành Phật hết trong kinh đế thích sở vấn nói nếu người nào phát tâm quy y tam bảo người ấy hưởng được phước báo an vui yên ổn lớn bởi vì oai đức tam bảo thường bảo hộ chúng sanh sự lợi ích của quy y tam bảo to lớn như thế vậy mà có nhiều người nhờ căn lành đời trước nên gặp được thiện hữu tri thức khuyến khích quy y tam bảo họ trả lời rằng quy y tam bảo mà không làm theo lời Phật dạy tội còn hơn là không quy y. Mới nghe qua thấy có lý nhưng cũng nên xét lại. Cho dù chúng ta có quy y tam bảo thọ trì ngũ giới hay không, nếu gây tạo thập ác vẫn bị quả báo như thường. Ví dụ như có một người thì quy y tam bảo thọ trì ngũ giới, còn người kia thì không quy y tam bảo thọ trì ngũ giới, cả hai đều phạm tội giết người cướp của. Khi đưa ra tòa án xét xử, cả hai đều lãnh mức án như nhau. Nhưng người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, nếu lỡ phạm giới, họ biết đó là sai trái, tội lỗi, ăn năn sám hối. Còn người không biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, gây tạo tội lỗi mà không biết đó là tội lỗi, lại còn cho thế là đúng, nên họ càng lún sâu vào con đường tội ác. Người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, thập thiện cho dù họ không giữ được trọn vẹn nhưng ít ra họ cũng giữ được một hai giới còn hơn là không giữ được giới nào hơn nữa cho dù họ có gây tạo ác nghiệp bị đọa đi chăng nữa nhưng căn lành quy y tam bảo đó không mất khi trả hết ác nghiệp sẽ gặp được chư phật và bồ tát cứu độ cho họ thoát khỏi cảnh khổ đau vì vậy chúng ta hãy dũng mạnh phát tâm quy y tam bảo thọ tri ngũ giới thập thiện không có gì phải bận tâm lo sợ muốn khỏi bị lợi danh xiềng xích trói buộc thân tâm thanh tịnh an vui chúng ta hãy xem qua mẫu chuyện trong kinh tăng chi chuyện kể thuở và còn tại thế có vị hoàng tử tên là bạc đề xuất gia tu học trong giáo pháp của đức thế tôn một hôm đang hành thiền Ngài thấy rõ sự ích lợi của đời sống phạm hạnh, liền thốt lên. Hạnh phúc thay, hạnh phúc thay. Khi đó có một vị tỳ kheo ngồi thiền gần bên nghe thế. Hôm sau đem chuyện đó trình lên Phật. Ngài cho gọi bạc đề đến hỏi nguyên do. Bạch Thế Tôn, sở dĩ con thốt lên lời ấy là vì trong khi con làm hoàng tử, lúc nào cũng phập phòng lo sợ người khác tranh giành ngai vàng hãm hại làm cho thân tâm luôn bất an. Kể từ khi xuất gia, chỉ có tam y nhất bác, không có gì dướng bận. Nhờ thấy nội tâm rất an lạc, nên con mới thốt lên câu hạnh phúc thay là vậy. Phật quay sang bảo, Chưa tỳ kheo, hãy noi gương hạnh ấy, xa lìa ngũ dục, sống đời tri túc, an bần lạc đạo, mới được tự tại giải thoát an vui qua chuyện trên để cho chúng ta thấy hạnh phúc ở đây không phải là một danh vọng vật chất mà đòi hỏi mình có biết đủ hay không. Nếu chẳng biết đủ, dù làm vua cõi người, làm chúa cõi trời cũng chưa vừa ý. Trong kinh A Hàm kể, tiền thân Phật là vua đảnh sanh làm chuyển luân thánh vương, cai quản bốn châu thiên hạ còn không vừa lòng, lên trời để thích chia cho nửa toàn ngồi vẫn chưa xứng ý định chiếm luôn cung trời vì quá gian tham nên mất hết phước rớt xuống nhân gian âu sầu mà chết Phật nhắc chuyện ấy để cảnh giác những ai túi tham không đáy, hãy cảnh tỉnh lấy mình. Ở đời người ta thường quan niệm, nghèo là khổ. Nếu nghĩ như thế, tại sao Phật rời bỏ hoàn thành vào rừng tu khổ hạnh? Đến khi đắc đạo dưới cội cây bồ đề, tam y nhất bát nay đầy mày đó chẳng quản gian lao không từ khổ nhọc du hành khắp nơi giáo hóa chúng sanh trước lúc nhập niết bàn nơi rừng cây xa la ngài nói chưa có ông vua hay vị trời nào hạnh phúc an lạc như ta cho nên hạnh phúc hay khổ đau đủ thiếu ở đây không phải danh vọng vật chất mà điều quan trọng là chúng ta sống làm sao cho phù hợp lẽ đạo thanh cao cho dù nhà tranh am cốc đơn sơ cơm rau đạm bạc vẫn thấy an nhàn lạc đạo kinh tội nghiệp báo ứng địa ngục nói thỏa phật còn trụ thế một hôm ngài tính tướng bồ tát du hành cảnh giới địa ngục thấy có nhiều chúng sanh bị quỷ sứ nó đổ nước đồng sôi vào miệng cho ăn hoàng sắc nóng khổ bức toàn thân quằn oải rên la chết đi sống lại hành tội liên miên chứng kiến thảm cảnh đó ngài về hỏi phật bạch đức thế tôn do ác nghiệp gì mà họ lãnh thọ ác báo như vậy phật bảo lúc làm người ở trên dương thế chúng thường đem lời đâm thọc xuyên tạc phá hoại sự hòa hợp của người ta cho nên mắc phải quả báo như thế nhân đó phật dạy chúng các con hãy giữ gìn lời nói luôn luôn trong sạch, cho tâm ý trở nên thanh bạch, đừng làm một việc gì sái quấy. Giữ ba điều ấy là lời dạy của chư Phật để tu tiến đến quả vị giải thoát an vui. Hiện nhân kệ rằng, lời nói dễ phá hòa ra nghịch, lời nói thường giết chết được người, cho nên tất cả mọi người trước khi nói phải lựa lời cho thanh nói tổn đức nói sanh thù oán nói chia lìa nói tiếng chay chua thì là nhất định phải chừa dù ai cậy lưỡi không thưa thốt lời con đường a tu la phật dạy nếu người nào tánh khí hung hăng thích đấu tranh hơn thua trong giờ phút lâm chung Đấu tranh đấm đá sát phạt ra sao Nó lần lượt hiện ra hết Qua diễn tiến đó Nó hiện ra cảnh giới Atula Là thần chiến đấu hàng ngày đánh lộn với nhau Là lối gian dội cả núi tu di Tầm như thế nào Sanh vào cảnh giới như thế đó Thích đấu tranh đấm đá Thì sanh vào cảnh đấu tranh Đó là định luật nhân quả Thế nào là sống trong hiện tại? Thổ Phật còn trụ thế Tại tu viện cấp cô độc Có một sư tên là Thê Ra Sư ít nói chuyện với ai Đi đâu cũng đi một mình Làm gì cũng làm một mình Đại đức Thê Ra không làm Phật lòng ai Cũng không chạm vào giới điều nào Mọi người đặt tên cho sư là Người sống một mình Đại đức Svatika Đem chuyện này trình lên Phật Hôm sau trong giờ pháp thoại phật cho gọi sư thê ra đến hỏi sư là người ưa sống một mình và làm cái gì cũng ưa làm một mình có phải vậy không bạch đức thế tôn đúng như vậy thế tôn thường dạy người khất sĩ nên biết sống độc cư quay lại đại chúng phật dạy này các vị khất sĩ thế nào là người thật sự biết sống một mình người biết sống một mình là người biết an trú trong chánh niệm người ấy ý thức được những gì đang xảy ra trong cơ thể trong cảm giác trong tâm ý và những đối tượng của tâm ý người ấy biết quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại không tìm về quá khứ không tưởng tới tương lai vì quá khứ đã đi qua còn tương lai thì chưa tới sự sống chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại nếu ta bỏ giờ phút hiện tại là ta đã đánh mất sự sống này các vị thế nào là tìm về quá khứ tìm về quá khứ ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trên những đợt sống tư duy trong quá khứ hình thể ta từng là như thế đó cảm thọ ta từng là như thế đó địa vị của ta từng là như thế đó Ta từng bị khổ đau như thế đó Phát khởi lên những tư duy như thế Và bị ràng buộc bởi những gì thuộc về quá khứ Đó là tìm về quá khứ Này các vị Thế nào là tưởng tới tương lai? Tưởng tới tương lai Ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trong tương lai Trôi dạt trong tương lai Trên những đợt sống tư duy Lo sợ hoặc mơ tưởng trong tương lai, hình thế ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó? Cảm thọ ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó? Ta sẽ được hạnh phúc như thế đó hay sẽ bị khổ đau như thế đó? Phát khởi lên những tư duy như thế và bị ràng buộc bởi những mơ ước hoặc lo sợ về tương lai. Đó là tưởng tới tương lai. Này các vị, chánh niệm giúp ta trở lại hiện tại tiếp xúc với hiện tại và quán chiếu sự sống trong hiện tại đừng để những đam mê và sầu khổ trong hiện tại ràng buộc các vị phải thực hiện chánh niệm trong từng giây từng phút trong đời sống hàng ngày đó là phương cách nuôi dưỡng định lực hay nhất một khi định lực đã vững mạnh thì cái thấy của người ấy sẽ sáng suốt người ấy biết mình đang làm gì nhờ có chánh niệm tỉnh thức làm việc gì biết rõ việc đó người ấy có thể tránh được những ý nghĩ lời nói và động tác có thể gây nên khổ đau cho mình và cho kẻ khác người nào biết sống có ý tứ khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi khi nói khi cười khi làm việc thì trong đời sống hàng ngày người ấy tránh được những ý nghĩ lời nói và những động tác có thể gây nên sự đổ vỡ và làm cho kẻ khác phiền lòng. người biết sống tỉnh thức, người ấy ít phạm lỗi lầm. sống tỉnh thức là sống trong giờ phút hiện tại để biết được những gì đang xảy ra trong bản thân và hoàn cảnh chung quanh mình. sống tinh cần như thế, ta có thể hiểu biết được bản thân và hoàn cảnh của ta một cách sâu sắc. Nhờ có sự hiểu biết Ta mới có tình thương yêu Khi mọi loài hiểu biết nhau Chấp nhận nhau Tha thứ nhau Và thương yêu nhau Thì cuộc đời sẽ không còn nhiều khổ đau Chánh niệm là ngọn đèn phá tan bóng tối Làm cho mặt trời trí huệ mọc lên Xua tan bóng đêm vô minh Sự kỳ diệu của chánh niệm sẽ làm cho thân tâm ta Được định tĩnh an vui muốn có hạnh phúc thật sự các vị phải luôn luôn giữ chánh niệm vì nhân an lạc thì quả an lạc này các vị khất sĩ người biết sống một mình là người biết an trú trong hiện tại dù người ấy đang ngồi giữa đám đông còn người nào cho dù ngồi một mình giữa rừng sâu mà không có chánh niệm để cho những con ma quá khứ và tương lai lôi cuốn ám ảnh thì người ấy vẫn không phải là người biết sống một mình rồi phật đọc kệ đừng tìm về quá khứ đừng tưởng tới tương lai quá khứ đã không còn tương lai lại chưa tới hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi phải tinh tấn hôm nay kẻo ngày mai không kịp cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả người nào biết an trú đem ngày trong chánh niệm thì mau ni gọi là người biết sống một mình đọc xong bài kệ phật cảm ơn sư thê ra người không trực tiếp khen hay chê nhưng chắc chắn đại chúng thật sự hiểu biết được ý phật lại một hôm khác thầy tôi kể tiếp một câu chuyện nữa chuyện đó như thế này nhân ngày rằm có một cô phật tử đến tịnh xá vừa lại phật vừa khóc nức nở thầy tôi đến hỏi cô ơi tại sao cô khóc như thế thưa sư Chồng con lấy tiền rồi bỏ đi theo vợ bé Con khổ quá Muốn tự tử kết khuất cho rồi Cô ơi Cô có con cái gì không Và chồng cô lấy tiền đi theo vợ bé Còn chưa lại cho cô đồng nào không Còn có hai đứa con trai Chồng con lấy đi 10 triệu Để lại cho con hai chục triệu Tôi hỏi cô Hai đứa con và hai chục triệu còn lại So với chồng cô và số tiền 10 triệu mà anh ta đem đi cái nào quý hơn hai đứa con của con và nhà cửa tiền bạc còn lại quý hơn chồng con và 10 triệu kia làm sao mà bằng được cô thấy không cô còn lại hai đứa con và nhà cửa của cái tiền bạc như thế tại sao cô không sống để nuôi con mà lại đòi tử tử chết đi còn con của cô để lại cho ai nuôi Nhờ sư giảng giải con mới thấy rõ mình dại dột quá Nếu không chắc con chết mất Đội ơn sư còn làm phiền sư quá Mong sư quan hỷ cho Có những chuyện mà không cần giải thích Chỉ hỏi cho người ta thấy được những điều sai của họ Thì tự nhiên họ tỉnh ra Người ta thường tả cảnh những vạt dầu sôi Ở âm phủ thấy phát khiếp sợ Nhưng có tả cảnh những vạt dầu sôi thê thảm đang nùng nấu những người quá ưu tư lo lắng âu sầu ở thế gian này. Tâm ta là một cõi riêng, nó là địa ngục cảnh tiên trên đời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đầy. Milton Muốn hết khổ, trong kinh di giáo Phật dạy, trì túc thường lạc, Nghĩa là người biết đủ dù sống ở môi trường hay hoàn cảnh nào cũng được an vui. Xưa kia Đức Phật còn trụ thế, đời sống của Ngài rất đơn giản, tam y nhất bác. Hàng ngày ôm bình bát đi khất thực, thường sống ở núi rừng, không bận tâm đến sự ăn mặc, chỗ ở, ngủ nghỉ, cho nên nội tâm rất an lạc. Còn chúng ta khổ là do lòng tham không biết đủ. Muốn cho thân tâm an lạc Quý Phật tử nên cầu trời Phật cho mình đủ cơm no áo ấm trong ngày mà thôi. Nếu lỡ làm ăn thất bại, đi xin cơm ăn như Đức Phật, rồi tinh tấn tu hành, có gì mà lo sợ làm chi cho héo mòn thân thể? Có gì mà lo sợ làm chi cho héo mòn thân thể? Trong luận Bảo Dương Tam muội nói, lấy sự tác nghịch làm sự tác thành. Chính cái khổ đau cùng cực đó, nó cho chúng ta thấy rõ thân mạng là vô thường, dạng vật đều giả tạm. Phát tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thoát khỏi cảnh luân hồi sinh tử khổ đau. Xưa thiền sư Vạn hạnh giác ngộ được lẽ vô thường, Ngài làm bài thơ. Thần như bóng chớp chiều tà, Cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời, Xá chi suy thịnh diệt đời, Thịnh suy như hạt xương rơi đầu cành. Ngài nói thân này giống như điện, như bóng, có rồi không. Cây cối mùa xuân thì tươi tốt xum xuê, đến mùa thu thì héo tàn. Mặt tình cho việc hưng thịnh hay suy vi, ngài không có vui buồn kinh sợ. Việc thịnh suy đối với ngài như hạt xương trên đầu ngọn cỏ, nắng lên là tan hết. Thân như lằn chớp sẽ qua rồi mất. Do thấy như vậy nên ngày an nhiên tự tại trong cuộc sống. Tóm lại, trong kinh Chánh Niệm xứ nói, người nào chẳng nói lời hai lưỡi thì không có chuyện rắc rối. Từ trong gia đình, dòng họ cho đến bà con lối xóm, bạn bè, kẻ xa người gần đều kính mến. Người đó đi đến đâu cũng được tiếp đón tử tế dù gặp chuyện khó khăn thế nào vẫn dàn xếp được dễ dàng lại hưởng được phước lành thân tâm an lạc quyến thuộc trên thuận dưới hòa lòng tin kiên cố không ai phá hoại được lại chẳng xa đường dữ đời đời sanh ra được gặp thầy lành bạn tốt tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận tiện cho mình tiến tu cho đến ngày thành công đắc đạo trong kinh thập thiện phật dạy nếu ai xa lìa nghiệp hai lưỡi thời thành tựu năm phát không thể phá hoại một được thân bất hoại không ai hại được hai được bà con bất hoại không ai hại được ba được lòng tin bất hoại bốn được pháp hành bất hoại chỗ tu hành kiên cố năm được thiện trí thức bất hoại không dối lừa nhau nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được quyến thuộc chân chính, tà ma ngoại đạo không thể phá hoại. Ngược lại, Kinh Thành Thật nói, nếu ai đem lòng ác, suối người gây gỗ, đánh lộn, mắc tội rất nặng, đời đời gặp toàn quyến thuộc hung dữ, sát phạt lẫn nhau, lại bị người ngoài châm chích phá hoại, làm cho gia đình dòng họ chịu cảnh chia ly. Kinh chuyển luân ngũ đạo, Phật dạy Làm người hay nói lời đâm thọc, tuyên truyền điều xấu của người Chết đọa địa ngục, bị quỷ sứ, rót nước đồng sôi vào miệng, rồi cắt lưỡi Mãng kiếp địa ngục, xanh là ác điểu Người nghe thấy tiếng kêu, ai cũng ghê sợ, tru rủa cho nó chết Khi được làm người, tâm thường tán loạn, lại bị kẻ khinh người hại, khổ não triền miên Thằng ôi, nghe lời Phật dạy, chúng ta phải biết sợ hãi, hổ thẹn, tình tấn tu hành, cầu xin sám hối, tẩy trừ tội lỗi. Cổ Đức than rằng, ác nơi khẩu thứ năm lưỡng thiệt, với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây, khá chừa đi hương đáng bớt rầy, dùng sự thật giải bày tâm trí. Người choảng nhau tại mình gia vị, mà cũng không hưởng được lợi danh sao rõ ra chúng lại ghét ganh chiêu cảm quả bớt lành thêm nữa phật dạy phàm khi nói phải hội đủ bốn yếu tố một lời nói phải đúng sự thật có nghĩa là mắt thấy tai nghe phải hội đủ các chứng cớ mới nên nói nhưng nếu nói ra làm hại người cùng vật Thì không nên nói Như chuyện tiền thân Đức Phật là thầy tỳ kheo Một hôm đang ngồi thiền bên bờ suối Bỗng thấy con nai chạy ngang Người thợ săn đuổi theo gặp thầy liền hỏi Thầy có thấy con nai chạy ngang qua đây không? Thầy nghĩ nếu mình nói không có Thì phạm giới nói dối Còn như nói có Thì gián tiếp chỉ cho người thợ săn giết chết con nai thầy chợt nghĩ ra ý hay liền đứng lên trả lời từ lúc tôi đứng lên chẳng thấy chi hết người có trí đối diện với thực tế cho dù có khó khăn đến đâu cũng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa tốt đẹp đem lại lợi ích cho chúng sanh mà không phạm giới hư vọng hai lời nói phải hợp thời Người có trí biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Điển hình như nhắc lỗi ai mà người nghe đang mệt mỏi, buồn phiền nóng giận, bệnh quạn hay giữa đám đông, khoan nói, đợi cho họ mạnh khỏe, vui vẻ mới nên nói. Nhưng chớ có xây dựng bằng những lời nói quá thô tháo trắng trợn, làm tổn thương danh dự người ta, mà phải hết sức tế nhị, khéo léo. Thí dụ, nhà bên cạnh cao hơn nhà mình họ thường xả rác xuống khi đó không nên tức giận la mắng mà chỉ nên nói với chủ nhà anh chị thông cảm bảo mấy cháu nhỏ bỏ rác có chỗ để nó không biết xả xuống nhà tôi giờ quá nếu họ không sửa đổi mình nhờ người có uy tín quen biết với họ khuyên giùm ông bà ta thường nói bà con xa không bằng láng giềng gần khi hữu sự tối lửa tắt đèn có nhau Đừng vì một chút không đáng Mà làm mất lòng đôi bên Thì không nên Hoặc người vợ thấy ông chồng lôi thôi Khi đó chỉ cần đem hình ảnh Gia đình nào đó gần bên Thường xảy ra xung đột Nhờ chồng giải thích Tại sao họ bất hòa, tranh cãi, đánh đập lẫn nhau Bạn chất con người thích làm thầy đời Anh ta nghe thế, khoái chí nói Ông chồng kia thì thô lỗ ăn nhậu bồ bịch lôi thôi còn bà vợ lại lười biếng ăn xài phung phí nói dai không quán xuyến công việc nhà khi đó chỉ cần nói nhờ sự hiểu biết sáng suốt đức độ của anh nên gia đình mình được yên vui nếu sau này ông chồng có làm điều gì sai chỉ cần nhắc lại là đủ không riêng chuyện vợ chồng mà bất cứ trường hợp nào cũng nên đem phương pháp này ra áp dụng đều có kết quả tốt đẹp đó là một nghệ thuật cảm hóa người khác mà họ không biết tưởng dường như mình mới phát minh ra những sáng kiến mới có người hỏi bố thí như thế nào đúng pháp vì pháp và tu huệ ra sao trong thế kinh phật dạy bố thí đúng pháp là cho cơm gạo mùng mền chiếu gối quần áo thuốc men chỗ ở vân vân đó là bố thí đúng pháp bố thí phi pháp là cho rượu thuốc độc bẫy rập câu lưỡi dao mát cung tên sinh mạng các loài vật đồ âm nhạc nữ sắc vân vân những thứ não hại chúng sanh thì không nên cho muốn tu trí huệ kinh di giáo dạy phải chuyên học hỏi, tinh tấn giữ giới. Nhân giới mới sanh các thiền định và trí huệ. Nếu năng trì tịnh giới thì được các pháp lành, bằng không tịnh giới, các thiện công đức không thể phát sanh. Vậy phải biết, giới là chỗ yên ổn công đức thứ nhất. Phật dạy, trong các thí, pháp thí là bố thí bất tử. Phước ấy cao thượng hơn hết trong các phước điền thật đúng như lời phật nói nhờ học giáo lý mình mới biết cách tu hành rồi truyền cho người khác đồng tu cho đến ngày thoát dòng sanh tử nên ngài nói chúng sanh nào muốn cho thân tâm an lạc thì phải học giáo pháp vì pháp có công năng diệt trừ ưu não cấu uế và duy trì tình thương yêu đoàn kết từ đó sanh ra phước lộc làm lợi ích cho mình và mọi người nhưng ít ai nghĩ đến cứ mãi đam mê ra giàu chốn lợi danh. Có lúc xem kinh được vài câu, liền sanh tâm ngao ngán bỏ qua. Thậm chí có người cả đời chưa xem được chữ nào. Chính vì xem thường là Phật dạy, nên từ trong gia đình đến xã hội, xảy ra lắm cảnh thảm hòa thương tâm, thiếu đạo đức là cửa ngõ đưa đến bại vong Để tránh những tai hại đó, quý vị nên cố gắng xem kinh nghe Pháp và truyền trao cho người xung quanh để họ biết cách tu hành quá giải ác nghiệp. Nhờ phước đức đó, nghiệp của mình cũng được nhẹ theo. Thế nên tôi xin khuyên quý vị, khi có kinh sách hoặc băng giảng, nên cho người khác xem nghe. Nếu không, để lâu cũng hư mà không sanh được phước, lại thêm kiếp sau phải bị quả báo dốt nát. Như chuyện Ngài bằng đặt, Phật dạy chỉ có hai chữ, chổi quét, mà Ngài không nhớ cũng do dấu pháp mà ra. Giả lại vô thường đâu có định ngày. Nếu cứ mãi chất chứa, dầu cho có kho vàng núi bạc, quan quyền vua chúa cùng phi mỹ nữ, giờ đẹp con ngoan, khi nhắm mắt xuôi tay chẳng mang theo được gì ngoài hai chữ tội và phước. Ôi, tham tất cả, rồi cũng mất tất cả. Các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, ân ái như giấc mộng gặp gỡ sẽ chia ly giàu sang danh vọng vẫn đau khổ chỉ có niết bàn dứt hẳn sinh tử không còn tai ương đó mới là an lạc như hồ nước rộng sâu trong lặng sáng một màu người trí huệ nghe đạo tâm thanh tịnh hết sầu tâm vọng tưởng dừng nghỉ, ngôn hành cũng lặng yên theo chánh đạo giải thoát về diệt độ an nhiên kinh pháp cứu thí dụ ba lời nói phải cẩn thận nghĩa là khi nói ra phải đo lường tác dụng của nó tốt hay xấu phía sau có di họa gì không nhiều người tuy không trực tiếp lấy dao cầm súng đâm chém bắn giết người khác nhưng họ lại đã kích nhau bằng những binh khí miệng lưỡi còn lợi hại hơn cung tên giáo mát ở đời có nhiều người ăn nói độc địa làm cho người nghe giống như bị ngộ độc tuổi nhục mà chết chúng ta nhìn cuộc sống chung quanh hay nghe đài xem báo thấy có nhiều câu chuyện không đáng nhưng lại đưa đến chết người như báo đăng tin có bà nội nghi đứa cháu lấy tiền liền chửi mắng nàng dâu Mày đừng có dạy con tham lam giống dòng bên họ ngoại của nó." Cô còn dâu quá tức giận, đè đứa con xuống đánh một hồi, lỡ tay làm đứa con bị chết. Kết quả người mẹ vô tù ngồi, còn bà nội thì hối hận suốt đời. Trong xã hội có vô số trường hợp rắc rối, như trong sách ứng xử nói. Trong gia đình nọ có cậu con trai tên là Tấn, cậu ta thường tụ tập bạn bè để đi ăn nhậu hút chích đã nhiều lần bị cha mẹ ngăn cấm, nhưng Tấn vẫn tiếp tục ăn chơi sa đọa. Một hôm, ông cha thấy Tấn dẫn bạn về nhà với bộ dạng say xưa, ông vô cùng tức giận mắng Tấn trước mặt bạn bè. Mày là thằng mất dạy, tao nói hoài mà không nghe, cứ đi ăn chơi hoài, đồ lì lợm, không biết xấu hổ, sống chật đất. Mày uống thuốc độc chết vứt cho rồi. Tấn tự ái tức giận buông tuổi lấy thuốc độc tự vẫn chết nên có câu chót lưỡi là kiếm phong tuyền giết người chẳng máu lụy phiền biết bao quý vị cố gắng lấy đạo đức khắc phục nghịch cảnh chuyển quá được thì tốt bằng không coi như đó là nghiệp mà mình phải trả nếu chẳng nghĩ như thế thì dễ gây thêm ác nghiệp oan trái biết bao giờ mới trả hết 4. Lời nói phải xuất phát từ lòng thương yêu chân thật Muốn có lời nói trọn lành trong sạch mang niềm vui đến cho mọi người chúng ta phải có lòng từ bi hỷ xả những lỗi lầm của người chung quanh khi đó mới là ái ngữ chân thật xuất phát từ lòng thương yêu ban niềm vui đến mọi người Trong Kinh Tạng Nikaya Phật dạy Người nào nói lời chân thật bảo vệ sự thật của người khác Thực hành được như thế mới gọi là người biết hộ trì chân lý. Thở Phật còn trụ thế, một hôm có ông bà La Môn đến hỏi Phật. Thế nào là hộ trì chân lý? Phật đáp. Người nào đối với chánh pháp có niềm tin bất động, từ bỏ lời nói dối trá, đâm thọc, theo dệt thô ác, thường đem lời lành giáo hóa chúng sanh. Đó là người biết hộ trì chân lý. con đường ngạ quỷ Phật dạy Nếu người nào tính tình tham lam Đụng đâu lấy đó Thẳng tay vơ vét những của phi nghĩa Tàn ác gian phi Lừa đảo thế nhân Tham quan ô lại Những người như thế Trong giờ phút lâm chung Tham kiểu cách ra sao Nó tuần tự hiện ra hết Qua diễn tiếng đó Nó hiện ra ngạ quỷ tướng Xanh lòng quỷ đói khổ sở Để đền cái tội tham lam vô độ của mình chúng ta có thể mất tất cả tiền của nhưng đừng để mất tình nghĩa vì tiền bạc của cải còn có thể kiếm lại nhưng nếu mất tình nghĩa rồi thì khó mà tìm lại được nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo cà dao sở dĩ con người ta khổ là do mong muốn trái lại với sự thật nhân đây tôi xin kể cho quý phật tử nghe một câu chuyện hồi lúc còn sanh tiền sư phụ tôi là hòa thượng thích giác đức kể cho chư tăng nghe một hôm có cô công chức đến tịnh xá lại phật xong rồi cô đến gặp thầy tôi than thở số phận con sao khổ quá sư ơi còn nghe nói đạo phật có pháp cứu khổ cứu nạn vậy nhờ sư giúp cho con hết khổ cô khổ vì việc gì nói cho sư nghe thử coi thưa sư con làm trưởng phòng nha địa dư bị ông giám đốc vô cớ cho con nghỉ việc để đem thân nhân của ông ta vào một nỗi khổ nữa là trước khi ông ta đi làm việc là phải chạy xe ngang qua nhà con mỗi lần thấy ông ta là con vô cùng tức giận và khó chịu làm sao còn ăn không được ngủ không yên sụt đến năm cân sự có phép gì trị giùm con ông giám đốc vô cớ đuổi cô là có lỗi. Cô lại chấp cái lỗi của ông ta tự làm khổ cô. Trong khi đó, ông giám đốc có khổ không? Ông ta ăn ngủ ngon lành nên mới có sức khỏe, ngày nào cũng chạy xe đi làm việc. Còn con, ăn ngủ không yên nên mới ốm như vậy. Từ khi cô nghĩ việc ở nhà địa dư đến nay, cô có làm ăn gì được không? Còn về nhà làm buôn bán, tiện lợi gấp 10 lần ở cơ quan Người ta cho cô nghỉ việc để đi buôn bán làm giàu mà cô không vui. Trái lại, lấy cái quấy của người ta làm khổ mình. Đâu, cô nghĩ lại coi có đúng không? Sư nói đúng quá, sao con không nghĩ ra? Con thật thật cảm ơn sư đã chỉ dạy. Chuyện trên cho chúng ta thấy, cô trưởng phòng lúc nào cũng muốn cho ông giám đốc đừng bao giờ đuổi mình. Nhưng ông ta lại đuổi. Điều gì làm cho cô khổ đau Cô khổ là vì cô không hiểu lý nhân duyên nhân quả, chấp nhận sự thật để vui vẻ sống với nó. Khi hiểu ra rồi, cô hết khổ ngay. Muốn cho thân tâm thanh tịnh, không sợ hãi trước lúc lâm chung, chúng ta hãy nghe qua câu chuyện sau đây. Thổ Phật còn trụ thế, trưởng giả cấp cô độc là một cư sĩ thuần thành trong giáo pháp của Đức Phật. Ngoài việc hộ trì tam bảo ra, ông còn trợ cấp cho những người nghèo khổ đói rách. Một hôm, ông Lâm trọng bệnh, Phật bảo Đại Đức Xá Lợi Phất đến thăm bệnh ông. Xá Lợi Phất rủ Đại Đức A Nan cùng đi. Đến nơi, người nhà nhấc ghế mời hai Đại Đức ngồi gần bên giường. Biết cư sĩ cấp cô độc sống không được bao lâu nữa, Đại Đức Xá Lợi Phất khai thị. Này cư sĩ, ông nên quán tưởng Mắt không phải là tôi, tai không phải là tôi, mũi, lưỡi, thân cũng không phải là tôi. Đợi ông gấp cô đọc quán tưởng xong, Đại Đức nói Cư sĩ hãy tiếp tục quán tưởng tính vô ngã trong sáu thức. Cái thấy không phải là tôi, cái nghe không phải là tôi, những gì tôi ngửi, nếm, xúc, chạm cũng không phải là tôi. Trì giác, xúc giác, và ý thức cũng không phải là tôi cư sĩ nên biết sáu căn sáu trần và sáu thức không phải là tôi sáu đại là đất nước gió lửa không gian và tâm thức cũng không phải là tôi cư sĩ đừng để những yếu tố đó ràng buộc hãy mỉm cười trước sinh tử bởi vì ta không sinh cũng không diệt Xin việc không làm cho ta có Tử không làm cho ta không Xin không thật xin Việc không thật việc Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Ta đừng để sinh tử ràng buộc Thì thân tâm ta sẽ được an lạc Giải thoát vượt qua khỏi dòng sinh tử Thực tập tới đây Cư sĩ cấp cô độc khóc Nước mắt chảy ràng rụa trên hai má ông Đại đức A Nan thấy thế liền hỏi này cư sĩ, ông đã quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới, thường làm việc bố thí cúng dường. Ông không có làm việc gì ác, thì chẳng có chi phải buồn rầu lo sợ. Hay là, ông còn luyến tiếc thân thể, cho nên quán chiếu không thành công phải không? Thưa Đại Đức A Nan con không có tiếc núi thân thể, còn quán rất thành công. Con khóc là vì con cảm động quá. Đã hơn 30 năm con phụng sự Phật, và gần gũi các vị khất sĩ. Nhưng chưa bao giờ con được nghe giáo lý thậm thâm vi diệu như ngày hôm nay. Này cư sĩ, các vị khất sĩ và nửa khất sĩ được nghe Đức Phật giảng dạy giáo lý này rất nhiều. Thưa Đại Đức A Nan, hàng đệ tử chúng con con người cũng có thể nghe hiểu và thực hành được giáo lý thậm thâm vi diệu này. Xin Đại Đức Bạch với Đức Phật cho phép giới cư sĩ chung con được nghe và thực hành pháp môn thậm thâm đó. Cư sĩ cấp câu đọc từ trần ngay buổi chiều hôm ấy, đại đức xá lợi phất và a nan đã ở lại hộ niệm rất lâu cho cư sĩ. Không nói lời hai lưỡi. Hai lưỡi là lời nói đâm thọc tới người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, khui chuyện người ra, dèm pha quỷ bán, châm chích cho người xa lìa ân nghĩa, ghẹo chọc cho người nóng nảy đua tranh, làm cho hai bên gây thù kết bán với nhau. Đó gọi là nói hai lưỡi. Tại sao Phật cấm không cho chúng ta nói lời hai lưỡi? Vì nó là nguyên nhân làm cho cốt nhục chia lìa quyến thuộc bạn bè ly tán quân thần nghi kỵ xã hội phân chia chúng sanh khiêm hận náo hại lẫn nhau người vô lương tâm như thế hiện tại gây ác cảm với mọi người tổn giảm phước đức theo luật nhân quả tự nhiên khiến cho gia đình quyến thuộc của họ thường xảy ra xào xáo con cháu bất hòa trong kinh địa tạng dạy nếu ai ác tâm phá sự hòa hợp của người khác bị quả báo gia đình quyến thuộc kinh chóng lẫn nhau. Người đó đi đến đâu, làm bất cứ việc gì đều bị người ta phá vỡ, làm hỏng hết mọi việc. Thậm chí cho dù kẻ đó có đi tu, nhưng khó bề yên thân, thường gặp chướng duyên ác nạn ngăn cản, phá tan sự tu hành, không thể thành tựu đạo quả. Bồ đề lão tổ cũng dạy, suối kiện thương người, con cháu bất quà Xúi con hiếp người, chịu đời thất thế. Xùi vợ chồng tan rã, gia đạo linh đinh. Theo léo chuyện người, tổ tiên phiền giận. Tất cả mọi người đều bị định luật vô thường chi phối. Phải chịu cảnh, sanh già, đau chết. Lúc nào cũng phập phòng lo sợ. Ngoài cái lo sợ đó ra, còn lo rầu đủ thứ công danh chưa thành tình duyên trắc trở tai nạn bất ngờ thời cuộc biến loạn thiên tài địa ách mùa màng thất bát mùa bán không được làm ăn thất bại của cải mất mát bà con nội ngoại ốm đau nghèo khổ người thân bị bắt giam cha mẹ vợ chồng con cháu đi xa không biết ra sao hoặc là gặp cảnh trái ngang tôi bất trung vợ chồng bất chánh còn cháu ngỗ nghịch bất hiếu bị người bội phản, oan gia đòi mạng. Khổ này chấp chồng lên khổ kia. Còn người vì bị giọng thức điên đảo chấp trước, nên mới bị thất tình lục dục lôi cuốn, đắm nhiễm sáu trần, sanh tâm phân biệt có ta, có người, còn mất hôn dạy. Chính vì sự lầm chấp đó làm cho con người mau già chóng chết. Để cho thân tâm thanh tịnh khỏi khổ lụy vì danh lợi, tình tiền của cải trong kinh Trung Bộ, Phật dạy các tỳ kheo: Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không động, không trung chuyển, thấy các pháp vô thường. Biết vậy nên tu tập, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất giả hiền. Chúng ta giống như một quả công, muốn vẻ đẹp hay xấu tùy ý. Ai thực hành hạnh nhẫn nhục, từ bi hỷ xã, khiêm nhường, nói lời hiền hòa là đang phát quả cho mình một bức chân dung tuyệt mỹ. Ngược lại, sân si cống cao ngạo mạn nói lời thô tục là tự vẽ cho mình tấm hình thô xấu. Nếu ai không tin tha hồ sân si nói càng, kiếp sau thân hình xấu xí đi đâu cũng che đậy sợ người ta thấy. Đến khi đó ăn năn đã muộn. Người hay sân nó hiện ra tướng xấu, tự làm khổ mình và người khác, nên nó trổ quả xấu, khổ không thể tránh được. Thật vậy, mỗi khi sân hận nổi lên, quý vị soi gương coi đẹp hay xấu. Có người giận quá mặt tái xanh, chân tay run rẩy đứng ngồi không yên, tim đập mạnh, giọng nói ngập ngừng, đó là nguyên nhân đau tim, tăng huyết áp, đứt mạch máu mà chết. Sở Dĩ Chư Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là nhờ trong quá trình tu Bồ Tát đạo, quý ngài giữ gìn giới luật, thực hành nhẫn nhục Ba La Mật, làm lợi ích an lạc cho chúng sanh, nên được đầy đủ phước tướng trang nghiêm như thế. Chúng ta cũng thấy, người nào tu hành nhẫn nhục thì nhan sắc diệu hòa, thân tướng đoan trang, oai nghi tề chỉnh như thế đủ chứng minh nhẫn nhục hiện tại và tương lai hưởng được sự an lạc tốt đẹp thế mà người đời cho nhẫn nhục là yếu hèn họ quan niệm như thế thật sai lầm trong kinh tứ thập nhị chương phật nói người có trí tuệ thấy được sự tai hại của sân hận nên thực hành nhẫn nhục luôn luôn phòng hộ chẳng cho nó xâm nhập vào tâm nhẫn nhục như thế được gọi là người có sức mạnh lớn sức mạnh của người tu không phải như lực sĩ dùng sức mạnh để đánh thắng đối phương như thế rất tầm thường nhiều người làm được cuộc chiến thắng đó có biết bao nhiêu người đau khổ oán thù mà sức mạnh của người tu là phải có sự nhẫn nhục chịu đựng được những cảnh trái ý nghịch lòng dù bị mắng chửi đánh đập giết hại nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh an nhiên với tấm lòng bao dung dị tha khiến cho đối phương an lạc xua tan đi nỗi hận thù xoa dịu nỗi khổ đau đang xung đột hàng ngày nêu gương lành cho nhân loại bậc trí huệ nhập đạo thường vui vẻ nhận lãnh sự chửi mắng cay độc như uống nước cam lồ khen chê thương ghét mặt người từ bi hỷ xả nơi nơi rải đều mưa trời nào nệ trong rêu tâm từ vô lượng rải đều chúng sanh thiện pháp kinh pháp cú nói chiến trường quyết liệt hơn thua thắng người ngàn trận cũng chưa thật tài thắng mình mới đáng gọi hay chiến công oanh liệt ấy ai dám bì người thế gian nhẫn khác người tu vì sức yếu thế cô phải nhịn nhưng trong lòng rất căm hận chờ cơ hội báo oán hay là chuyện oan ức chưa biện bạch được bởi tiền bạc che lấp sự bất công vì danh dự tông môn gia đình phải nhịn cho yên thân nhưng lúc nào cũng thấy cái nhục trước mắt nên hết sức khổ đau như thế không đúng nghĩa chữ nhẫn của nhà phật nên oan trái oán thù cứ mãi chất chồng kinh pháp cú phật dạy nó mắng tôi đánh tôi nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Giới hận, diệt hận thù, đời này không thể được. Không hận, diệt hận thù, là định luật ngàn thu. Trong Thế Kinh Phật nói Tất cả các Pháp đều từ nhân duyên sanh Và những gì mà con người gặp phải trên cõi đời Đều do nghiệp lực chi phối Chúng sanh tự gieo nhân rồi gặt lấy quả Chẳng phải trời trong quỷ thần gây ra Thiện ác kết quả riêng Nhân quả lý đương nhiên Làm thiện sẽ được thiện Gieo giống ngọt vui yên Kinh Pháp Cú qua lời Phật dạy, chúng ta thấy đối với chúng sanh, Ngài không bao giờ thưởng hay phạt một ai, chỉ đưa ra giáo lý nhân quả tốt xấu, khổ vui tự mình tạo ra, không ai có quyền ban phước hay giáng họa. Nên người theo đạo Phật tự tin nơi mình, không bị lệ thuộc bất cứ ai. Như lời Phật dạy, ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Đó là tự do bình đẳng từ bi hỷ xả vô ngã dị tha thương yêu tất cả muôn loài dạng vật lại có người quan niệm sai lầm khi tôn giáo của họ bị kẻ nào lớn hiếp liền cổ vũ đồng đạo nổi dậy tìm đối phương trả thù để người ta cho mình là thánh tử đạo được phật trời thượng đế thánh thần rước về thiên đàng cực lạc nhưng xin thưa quý vị cho dù ai theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không tôn giáo nếu giết hại người Phải lãnh lấy ác báo đau thương Chết thảm Đối với Đức Phật Ngài chủ trương phá bỏ tất cả giai cấp Lấy lòng từ bi hỷ xã Đối với tất cả chúng sanh Cho dù kẻ đó có chửi mắng Đánh đập giết hại tổ thầy Ông bà cha mẹ Cho đến thân mình Cũng không được oán hận trả thù Tâm hồn thiên liêng cao thượng đó Không có bút mực nào diễn tả hết Đó là điều chúng ta cần biết Chứ đừng nghĩ rằng giết kẻ phá đạo mình để chứng tỏ ta là người có công trung thành với đạo để được ơn trên khen thưởng, phòng quan tấn tước như chuyện thế gian. Người như thế không hiểu gì về luật nhân quả, thật là mê muội đáng thương. Để cảnh giác các hàng đệ tử, trong kinh A Hàm, Phật bảo, phải thực hành thiền định, quán sát thấy rõ các pháp. Lúc thịnh khi suy, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan không có gì tồn tại mà phải bảo thủ giết hại lẫn nhau gây thù kết oán nếu hiểu rõ như thế chúng ta sống rất thoải mái trong mọi cảnh ngộ không có chi bận tâm đó là bức thông điệp vô giá đức phật đã để lại cho nhân loại làm nền tảng tu tập nhưng có mấy ai hiểu ra cứ mãi giết hại lẫn nhau thật đáng buồn thay nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, mê mờ không lối thoát. Nên Đức Phật hiện thân ra đời, đem giáo pháp nhiệm màu ân cần chỉ dạy, đưa nhân loại thoát khỏi dòng mê lộ. Là đệ tử Phật phước mỏng nghiệp dày, sanh sao Phật hơn 25 thế kỷ. Trí mờ ám phải đương đầu nhiều lối rẻ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Muốn có cuộc sống hài hòa, chúng ta phải tu hành hỷ xã, tùy thuận lẫn nhau. Khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng, ta phải bình tĩnh quan sát lời Phật dạy. Ngũ dục, lục trần là pháp loạn tâm, tổn hao sức khỏe, đều nguy hại cho lòng đạo cả. Nếu ta thấy rõ các pháp không thật, thì tâm ta liền trở nên an lạc. Sở dĩ con người khổ là do lòng cố chấp quá nặng, như khi hương thơm đến nảy sinh ý ưa thích hồi thúi tới liền bực dọc tức giận muốn khắc phục phải định tâm để thấy tự tánh nó không thật đủ duyên thì đến hết duyên liền mất nhìn lại thân ta cũng là nhơ uế có chi phải bận ta buồn phiền không giải quyết được gì tốt nhất lo dọn dẹp hoặc tránh né hay hơn là phiền trách cho đến xúc chạm những gì êm ái mịn màng thì sanh tâm say đắm thô cứng thì lại chán ghét phật dạy người đam mê xúc dục nếu cứ mãi luẩn quẩn trong dòng sinh tử chịu biết bao kiếp nạn giống như người đứng trước vực thẳm không biết rơi xuống lúc nào nên có câu bởi mê mới làm tôi thị dục nếu ngộ đâu tùng phục lòng tà dục ta đều hại người ta dục là thống khổ tà là trầm luân dục thường vì xác thân khởi sướng tà thường vì giọng tưởng sinh ra cả hai đều thứ mắt lòa lợi gần thấy đẹp hại xa không lường hay là nhãn thấy sách thường hay bận biệu tai ưa nghe lắm điệu âm thinh mắt với tai đều chọn đẹp xinh còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu Đồ thơm tho nó ưa nó chịu Chỗ xạ hương hay lít lại gần Lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần Đồ ngọt béo nó ưa nó mến Thần tham sướng muốn tiền của đến Đặng ăn xài cho phỉ tâm tình Ý thì ưa sửa sắc soi hình Giới chức phận cho cao cho quý Sáu đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau dứt nó cho rồi. Thì tòa sen mới đặng đứng ngồi, cho thông thả hưởng mùi sen báu. Cổ đức Thì dặn cho chúng ta biết, nếu lục căng của mình được thanh tịnh, ngày đó là bồ đề, niết bàn, tịnh độ, không cần tìm đâu xa. Phật Pháp vốn ở thế gian, trong đời giác ngộ chớ tìm đâu xa Bồ đề cuộc sống quanh ta, bốn ba cầu ngộ chỉ là uổng công. Pháp bảo đàn kinh. Trần Nhân Tông cũng nói, Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, Đói đến thì ăn mệt ngủ liền, Trong nhà có báu thôi đừng kiếm, Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Bởi trong cái dòng tâm nó có cái chân tâm ở sẵn trong đó, không cần tìm ở đâu xa cho nên Ngài nói Trong nhà có báu thôi đừng kiếm Nhưng khi nào của báu đó nó mới hiện ra Chỉ khi nào lục căng đối với lục trần không sanh ra niệm nào hết Giữ tâm bình thường Đó là thiền là kiến tánh rồi Còn tìm ở đâu nữa Cũng như sống không lìa nước Khi gió lặng thì sống tự nhiên sẽ yên Sống gió dí như phiền não vô minh Nước trong yên tĩnh ví như niết bàn thanh tịnh chân như vậy thuở phật còn tại thế ngài khuyên la hầu la muốn thành tựu hạnh nhẫn phải quán thân mình như đất dù người ta đổ và trải lên đất những thứ tinh sạch đẹp đẽ như qua nước thơm sữa thơm hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ giấy hôi hám như phân nước tiểu máu mũ và khạc nhổ đờm nhất xuống đất thì đất vẫn tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách tự nhiên không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét tuổi nhục cũng như thế những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh còn đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con còn hãy học theo hạnh của nước dù người ta có giặt những thứ thơm tho hoặc dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ, tham đắm, hoặc tuổi nhục buồn khổ, chán chường. Nước bao la lưu chuyển, có năng lực quá giải và gạn lọc. Còn lại nên học hành của lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những thơm tho đẹp đẽ hoặc hôi hám xấu xí, dơ bẩn. Nhưng lửa không vì vậy mà cảm thấy tham đắm hoặc ghê tởm tuổi nhục căm hờn còn nền học hạnh của không khí không khí thổi đi những mùi thơm hoặc thối mà vẫn không cảm thấy tham đắm hoặc tuổi nhục buồn giận hay chán chường vì không khí có khả năng gạn lọc và quá giải này la hầu la còn hãy tu tập lòng từ để đối trị giận hờn lòng từ là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác từ là thứ tình thương không có điều kiện và không chờ đợi sự đền trả. Còn hãy tu tập lòng bi để đối trị tàn ác. Lòng bi là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách làm vơi đi khổ đau nơi người khác. Bi cũng là thứ tình thương không có điều kiện và cũng không chờ đợi sự đền trả. Còn lại phải tu tập lòng hỷ để đối trị ganh ghét. Lòng hỷ là lòng vui theo cái vui của người khác và niềm ước ao mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc an vui. Còn nên lại tu tập lòng xã để đối trị kỳ thị và dướng mắt. Lòng xã là tâm niệm thanh thoát và cởi mở đạt được do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài. Mình và người không phải là hai thực thể riêng biệt, không nên ghét bỏ cái này để đi nắm bắt cái khác. La Hầu La Từ bi, hỷ và xã là bốn tâm rộng lớn không có bờ bến và cũng đẹp đẽ khôn cùng. Đó gọi là tứ vô lượng tâm. Tu tập theo bốn pháp này thì mình trở nên một con người cao thượng đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả chúng sanh. Hồ La Hầu La còn lại phải quán chiếu về vô thường Để phá trừ ảo tưởng về cái ta Còn phải quán chiếu về tính sinh diệt Và thành hoại của thân thể Để hiểu sâu về sự sống chết Đó là phương pháp thoát ly tham dục, sân nhuế Ví có kẻ cầm dao cắt đứt thân con ra từng mảnh Trong khi đó phải tự nhiếp tâm Đừng để sân hận nổi dậy Và giữ gìn cửa miệng chớ thốt ra lời ác còn phải khéo quán sát tu tập như thế mới vượt qua mọi gian nguy thử thách của đời để quá độ chúng sanh. vì nhẫn nhục là phương pháp nhiệm màu cảm hóa mọi người mà không cần sức mạnh quyền lực và chính trị. được như vậy mới đáng gọi là bậc đại nhân đại lực có trí huệ nhập đạo. người tu hành nhẫn nhục tập tánh giống như nước thường mềm dẻo mát dịu rộng lượng và khoan dung, nhẫn nhục như bùn đất, dù sạch dơ đổ lên, đại địa cam thọ hết, không có chút giận hờn. Để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục, Phật nói: Tiền thân ta là vị tiên nhân tên là Sàng Đề, tu khổ hạnh ở núi rừng. Một hôm vua ca lợi cùng với phu nhân thể nữ quần thần vào rừng săn bắn. Đến trưa, vua cho bày tiệc ăn uống đàn ca múa hát vui chơi. Tiệc xong vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây. Khi thức dậy không thấy quan quân tỳ nữ, liền hỏi cận thần, mới biết họ đi đến vị tiên nhân ở gần bên để nghe pháp. sang đề tiên nhân nói, muôn loài đều tham sống sợ chết, hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chém giết sống đời gì tha bác ái. Có như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường mạng chết yểu. Họ nghe qua cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy sát khí. Tất cả đều ước mong sao được nhà vua cho về nhà, sống đời cư sĩ, cơm rau đạm bạc tu hành. Khi đó vua ca lợi đến nơi, nhìn thấy ai nấy đều kính cẩn nghe tiên nhân giảng đạo, lòng đố kỵ dân trào, liền xuống ngựa, bước tới, chỉ thẳng vào mặt tiên nhân chửi mắng hủy nhục đủ điều nhưng ngài vẫn ngồi lặng thinh không nói một lời này kẻ ương ngạnh kia trước mặt ta sao mãi ngồi lì đó làm gì thế tôi ngồi đây để tu hạnh nhẫn nhục hạnh nhẫn nhục là thế nào hạnh nhẫn nhục là khởi tâm đại bi khiêm nhường ôn hòa với tất cả mọi người từ bỏ những hành động kiêu căng tự đắc thường dùng lời nói êm dịu đạo đức khuyến quá chúng sanh. Vua ca lợi nghe qua, tưởng tiên nhân công kích sự thô lỗ của mình, nên quát. Thôi hãy im đi, nghe ta hỏi, tại sao ngươi bị chửi mắng mà vẫn lặng thinh là thế nào? Thưa ngài, nếu những lời chửi mắng của người khác là đúng, mình phải cảm ơn để lo tu sửa. Còn như họ chửi nhầm lẫn, xem đó là lời nhắc nhở hay tiếng vang gió thổi ngoài tai. Câu trả lời đó thật là quý báu, khiến cho ai nấy đều thán phục. Ca lời vương cảm thấy tự ái dồn dập, liền rút kiếm ra bảo. Đây là lời nói dối trá, vô lễ. Rồi mạnh tay vung gươm, cắt đứt hai lỗ tai của tiên nhân. Ôi, những dòng máu đỏ tuôn rơi, ướt đâm cả hai má. Nhưng sắc mặt tiên nhân vẫn an nhiên tọa Thấy thế ca lời vương vung gươm Chặt đứt thêm hai cánh tay và chân Rồi nói Thử coi ngươi còn nhẫn nổi không Máu chảy ướt cả chỗ ngồi Nhưng không một lời oán trách trên thang Vua lặng thinh suy nghĩ Người này không phải tầm thường Nên gượng lại cất tiếng hỏi Hỏi tiên nhân Tại sao ngươi bị ta hành hạ Mà gương mặt không hiện ra sắc giận Và nói lời nào này đại dương, nếu tôi có lỗi, bị người hành hạ, tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lồ và cung kính đối với người ấy. Còn nếu gặp trường hợp họ không phân biệt phải trái, xúc phạm, khi đó tôi nghĩ, ngày nay mình vô tội, nhưng biết đâu trong quá khứ đã từng làm người ta khổ đau. Hơn nữa, thần này là vô thường do các duyên giả hợp, có gì đáng để luyến tiếc hay lắm nghĩ được như thế hết sức là cao thượng nhưng làm sao cho ta tin rằng người thật tình không oán hận không cần nói đại dương cũng thấy tôi nào khuất phục trước sự áp bức bất minh thiếu nhận xét của ngài và chẳng quan tâm đến lưỡi kiếm chém vào thân tôi nên nội tâm được tịch tịnh không có ác niệm đối với sự tàn bạo của ngài vì tôi lúc nào cũng tâm niệm Nguyện cho tất cả chúng sanh sớm bỏ đường tà, quay về nẻo cánh, thoát khỏi ác nghiệp. Nếu quả thực, tôi có thực hành hạnh nhẫn nhục, cầu cho thân này được bình phục như cũ. Vừa nguyện xong, trời đất bỗng dưng trung chuyển, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, máu hóa ra sữa, thân thể trở lại như xưa. Nhìn thấy tiên nhân bình phục, vua ca lợi phương vô cùng kinh ngạc, giờ đây tánh kiêu căng tàn bạo không còn nữa liền quỳ xuống bên thiên nhân cầu xin sám hối tội lỗi và phát nguyện tận tâm phụng sự tam bảo và noi theo gương nhẫn nhục của ngài để thực hành trong đời sống cá nhân cùng trị quốc an dân qua câu chuyện trên chúng ta thấy tiền thân phật chấp nhận nghịch cảnh đau thương không nói một lời oán trách lại nguyện cho họ đừng lãnh thọ ác báo nên ngài thành tựu được thân nhẫn khẩu nhẫn và ý nhẫn đạt đến nhẫn nhục ba la mật không thấy mình nhẫn cảnh để nhẫn nên nội tâm được an lạc một hôm bá quan lâm triều nhìn ra thấy chư vị sa môn đi khất thực ai nấy đều hướng về đó vái chào làm cho nhà vua sanh tâm đố kỵ nói các khanh chớ có tin mấy ông sa môn đó ban ngày ôm bác liềm diêm đi khất thực trông ra vẻ từ bi nhưng khi về chùa họ có tình nhân vợ con ai biết nói đến đây phật bảo cũng vì câu nói vị bán đó cho nên hôm nay ta bị quả báo cô chinh cha đụng bụng nói xấu ta chính vì không hiểu thấu giáo lý nhân quả nên có người mới quy y dài ngày vàng vái cầu xin đủ thứ nào là cầu cho được bình an mạnh khỏe sống lâu mua may bán đắt phát đạt giàu sang nhưng không được như ý lại gặp toàn chuyện chẳng may liền sanh tâm phiền trách phật không linh gặp tà thuyết của tà giáo dùng bùa chú mê hoặc hay tung tiền ra mua chuột dụ dỗ bỏ đạo liền hạng người như thế không hiểu gì về lý nhân quả thời không bao giờ tồn tại trong giáo pháp phật đà có ba góc độ người ta thường bỏ đạo đó là tình cảm, tiền của và thiếu sự hiểu biết nhận định đâu là cánh tà. Người chẳng có lòng trung hậu, thế gian không xài, nói chi là Phật Thánh. Họ đến với đạo mục đích câu danh lợi, tình tiền. Nếu không được, lại sanh tâm hủy bán tam bảo. Thử hỏi, còn ai họ chưa? Kẻ đó phải xa vào đường dữ. Kinh Tạp Bảo Tạng nói, Phước nghiệp tự ta tạo, chẳng phải nhờ cúng thần mà được. Phải biết tất cả phước lành đều do giữ giới, cúng dường bố thí mà thành, chứ chẳng phải cúng cầu mà được. Trong khế kinh Phật dạy, người không có chánh kiến, giống như lấy cát nấu muốn cho thành cơm, chuyện đó không bao giờ có, uổng công vô ích. Là Phật tử mà không tin lời Phật dạy, lại tin những thuyết vu vơ về ngày giờ năm tháng thì không đúng chánh pháp chút nào. Chưa hết, lại có khi vợ chồng bất hòa không biết tỏ cùng ai, liền tìm đến thầy. Họ nói nào là kỳ tuổi khắc khẩu. Chuyện đã xấu lại thêm bị thầy bói hù dọa, làm cho gia đạo càng rắc rối thêm bởi ma lực mê tín ám ảnh. Hết đổ thừa cung mạng, tuổi tác, đến nhà cửa, ca rang, ông táo. Không còn gì để nói nữa có nước đánh lộn ly dị là xong. Tại sao mình không dám chấp nhận lỗi để sửa đổi, lại đổ thừa đủ thứ chuyện? Ôi, mê tính đến nước đó thì không còn gì để nói. Thí dụ, mình lựa ngày giờ tốt, nhưng khi ra đường gặp chuyện rắc rối mà không nhịn người ta, thì thử hỏi có tốt được không? Trong nhà trên dưới, nếu biết nhường nhịn, thông cảm, tha thứ những lỗi lầm cho nhau, thì không cần coi bói gia đạo vẫn được bình an. Tại sao chúng ta phải hòa? Vì mỗi người đều có cái hay khác nhau, khi hữu sự, mời người ta mới hoan hỷ giúp mình, ngược lại căng thẳng, khi cần ai mà giúp. Nên người xưa nói, bàn tay năm ngón ngắn dài khác nhau, nhưng đều sử dụng được cả. Đồng có anh, tay có em, đồng lòng đoàn kết thì làm việc gì cũng xong. Nên có câu Hòa nhau của chất đầy kho Gây nhau chén bát nồi ơ tan tành Thuận nhau ăn đủ mặt lành Nghịch nhau bụng đói Thân trần nghêu ngao Từ chỗ hòa thuận đó Nó đem lại tài lộc Làm cho gia đình được hạnh phúc Cần gì phải đi coi bói Đa số thầy bói họ nói chung chung Năm nay không được tốt Nếu có phước thì qua Không phước bị nạn Như thế mình ráng lo làm phước không tốt hơn là đi xe bói toán. Kinh Dược Sư dạy, tình các thầy tà ma ngoại đạo yêu nghiệp thế gian, nói nhảm quả phúc, sanh ra sợ hãi, tâm chẳng được an. Xem bói thấy xấu, giết nhiều chúng sanh, khẩn giải thánh thần, cầu ma quỷ lên ban cho hạnh phúc. Muốn sống lâu thêm, vẫn không thể được. Ngù si mê hoặc, mê tính tà kiến, thành ra chết uổng đọa vào địa ngục không có ngày ra qua lời phật dạy chúng ta thấy gieo nhân gì thì hưởng quả nấy chớ thiên thần ông bà ai lại gia hại con cháu có nhiều người nói nhờ cúng tế văn vái mới hết bệnh làm ăn phát đạt đó chẳng qua là duyên trùng hợp nếu nói cúng cầu được thì chẳng cần tu và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa gieo giống đắng quả đắng nhân ác tránh được chăng làm ác chịu tội khổ tu thiện hưởng phước lành kinh pháp cú chúng ta xem kinh thấy rõ chuyện ngài một kiền liên có đầy đủ lục thông mà còn bị bọn ngoại đạo thuê người đánh chết là vì trong quá khứ nghe lời vợ đánh đập cha mẹ như thế chúng ta đủ biết nghiệp người nào nấy trả không ai có quyền ngăn cản được khi nó đã đến cho dù đó là phật thánh cũng không ngoại lệ như chuyện cô kỹ nữ chim cha độn bụng vu oan nói phật ăn ở với cô có thai khi mọi người phát hiện ra việc đó là giả ai cũng phiên trách cô đủ điều nhưng đối với đức phật ngài thấu suốt luật nhân quả nên bình thản kể cho thứ chúng nghe câu chuyện tiền kiếp ngài làm vua Muốn quá giải oan trái hận thù Phật dạy Phải thường khởi lòng từ tha thứ hoàn toàn Đối với những ai đã từng làm mình khổ Và không nên thấy lỗi người Hằng nhận lỗi mình Thấu suốt nhân quả Ăn năn sám hối lo tu sửa Xem kẻ thù như Phật trời cha mẹ Thời sẽ diệt trừ hết ác nghiệp Mau thành Phật quả Kẻ thù càng muốn ta hư Thắng thù ta cố nên người đức cao ngàn xưa cho đến ngàn sau tình thương ngăn được máu đào mà thôi ta đã được an tịnh không có oán già hờn giữa những người oán hờn ta sống không oán hờn kinh pháp cú bởi không nghe lời phật dạy nên có nhiều người ăn chay mấy chục năm mà phiền não vẫn còn mỗi khi gặp nghịch cảnh đến liền sân si bực tức la lối Người như thế Phật cho là yếu kém Không bao giờ đạt đến quả gì giải thoát Nên Ngài nói Trì trai khổ hạnh Không thể bì kịp người tu hạnh nhẫn Các con phải ghi nhớ Không nên làm nặng lòng ai hết Chớ coi họ tốt hay xấu Mà hãy xem đạo hạnh của mình Có dạng toàn hay chưa Và bên chịu sự nhẫn nhục Xuyên học kinh, nghe pháp Giữ gìn giới luật của Bậc Thánh như thế, người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn, mau tiến tới Niết Bàn. Kể rằng, người con Phật hãy dình hạnh nhẫn, chớ chứa hờn chứa giữ ích chi, phận tu trì tay gác mặt lì, chịu cay đắng tu hành mới giỏi. Hay là, người tu giả dại giả, giả câm, giả đôi giả điếc để tầm đạo cao, mấy lời phân tỏ âm hao ráng tu đem được Phật giàu trong tâm. Xưa Phật dạy đệ tử, các con phải lấy giới luật làm thầy, thực hành bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hãy tự mình thắp lên ngọn đốt trí huệ, phá tan bóng tối vô minh tà kiến đó mới thật là chánh nhân tu hành đúng mục tiêu giải thoát của phật nếu khởi tâm niệm sai lầm lạc vào đường tà cho dù có cố gắng tu cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi kinh đại bác niết bàn phật dạy người có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì dễ tăng trưởng vô minh mờ ám người hiểu giáo lý mà không có lòng tin thì dễ tăng trưởng tà kiến cho nên lòng tin và hiểu biết phải đi đôi mới là cội gốc tu hành. Vùng gươm huệ cắt màn si ám, rải mưa bi dập đám lửa phiền. Pháp thân nương bát nhã thuyền, niết bàn giải thoát bình yên lên bờ. Tại sao Đức Phật không cho chúng ta tin theo tà giáo? Vì nó không mang tính chất từ bi hỷ xã. Bởi thế Phật tử đã quy y Phật rồi không quy y quỷ thần vì quỷ thần không phải là thánh nhân chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử thì làm sao đưa chúng ta đến chỗ an lạc giải thoát trái lại họ dẫn ta đến chỗ hầm hố tội lỗi thế mà có nhiều người tin bướng nghe càng thờ cúng đủ thứ khi nhìn vào không biết họ là đạo nào theo nguyên tắc bàn thờ phật phải đặt chính giữa nhà bàn thờ ông bà để một bên nếu nhà có lầu nên thờ Phật tầng trên, bàn thờ chỉ thờ Phật Thích Ca, di Lặc. Nếu ai tu tịnh độ thì thờ Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí. Ngoài ra không nên thờ thần chung với bàn Phật. Nếu nhà chật hẹp làm bàn thờ tam cấp, trên thờ Phật, kế ông bà, dưới để đồ cúng kiến. Nên nhớ bàn thờ Phật phải cho trang nghiêm, không được để tạp vật nào khác ngoài bình bông, lư hương, chân đèn, chuông. Mỗi ngày cần lau quét cho sạch. Phật tử quy y Pháp rồi, không quy y kinh điển tà giáo. Bởi vì kinh điển tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát. Nó đưa chúng ta đến chỗ lầm đường lạc lối. Thế mà có nhiều người, kinh Phật không đọc, lại xem những sách nhảm nhí vô ích. Thậm chí kinh luật đụng đau bỏ đó để cho mấy em bé bứt xé thật đáng tiếc xem chuyện tiền thân phật ngài dám hy sinh thân mạng để cầu một bài kệ mình là con phật lại xem thường giáo lý của ngài hay sao kinh địa tạng nói người nào thấy kinh sách hư rách sửa lại để chỗ